vậy đó. Dạ. Chứ chú ở nhà mà không đi bán số gì cũng lập rồi nhưng mà áo chết luôn. Chiếc xe của chú ấy là cột bằng những sợi dây nè, dây dù nè, dây võng nè để ngồi nè. Trời ơi, chiếc xe thảm thương như thế này luôn á. Đang đợi phà An Bình, đường Phan Bội Châu, quận 1. Đây 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 chú. Các bạn, các bạn. Phà. Để em gài chiếc xe lại cho. Được, 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 được. Không, gài thắng. Rồi, ok. Được. Với một nhà hảo tâm đầu tiên, đó là anh Hứa Gia Đạt. Anh ấy ở Canada có gửi về cho mình là 1.000 đô để mình mua hỗ trợ cho anh ấy. Tự nhiên ở cái tự nhiên hành á. À. Nó. À, nó như thế này. À, dạ. À, rồi. Còn nếu mà khi mà mang vô thì như thế nào? Cũng dễ dễ vậy, nó đút vô hàng. Đó nè. Dạ nè. Đút vô rồi gọi là ngồi đó. Được. Để cho vợ. Ồ, oh, hay ha. Dạ. Quá hay. Đối với 200 đô của ông Nguyễn Đình và các con gửi được cho cô là 4.680.000. Dạ, thì đây là tấm lòng của là nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Thời điểm này cô nhận được cái phần quà thì cô cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú nào giúp đỡ đó. Cảm ơn mọi người. Dạ. Nhà hảo tâm, cảm ơn. Dạ. Con qua ngồi phía sau bà ngoại đây con. Cho chú quay ơi. Dạ. Bữa nay mà nhận được cái phần quà về thì cũng quá là vui và quý. Dạ, rồi đúng không ạ? Dạ, quý luôn. Dạ. Rồi mấy con có muốn ăn gì không? Dạ. À là gì anh nói chú nghe coi. A là vui hả? Vui. Mỗi đứa một tờ. Dạ, hai tay. Đó, con phải tiền đô không hay tiền giả đó? Cảm ơn. Tiền thiệt hay tiền giả? Tiền giả. Dạ, tiền thiệt. Cảm ơn. Mày con mời chú đi lên đây ạ. Hôm bữa thấy chú Hùng cũng đi lên lãnh quà nhưng mà chắc có lẽ là cái địa điểm khác hôm bữa nó hơi xa nên là hôm bữa chú đi xe ôm lên thôi chú Hùng. Vậy ôm chiếc xe này lắc qua cầu quá không nổi. À, xe này lắc qua cầu lắc không nổi. Dạ. Chứ năm nay rậm như hơi đuối hơn mấy năm trước. Dạ. Mà ra sức khỏe nó cũng xuống lắm. Dạ. Đúng không ạ? Rồi cái này là nó bị trời mưa cái nó hư á. Đúng rồi, giờ nó bị móc lên hết nè. Dạ. Cái này là cái ghế ngồi của chú hả? Dạ. Dạ. Đó thì cô chú anh chị thấy đó, đối với hoàn cảnh của chú Hùng cũng là một trong những cái người mà khuyết tật bán vé số mà cũng khá là lâu năm ở Vĩnh Long mà công ty sắt rồi bánh vé sắt. Dạ. Rồi xui gũi khoảng 5 tháng nay là bị tai nạn. Ừ. Là gãy chân và như thế này. Nếu mà thật sự là nhà hảo tâm mà có hỗ trợ cho chú cái phương tiện di chuyển á để chú mưu sinh được nhiều hơn á, bán được nhiều hơn á, đỡ vất vả hơn về cái vấn đề đi lại á, thì con nghĩ là rất là đáng quý. Dạ. Rồi thì chú cũng rất cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ cho chú, giúp đỡ chú rồi chú rất cảm ơn. Dạ. Thì con hy vọng á là phải vợ chú không chết thì gia chồng bán số thì chú đâu có khổ gì vậy không? Dạ. Thì bởi vậy thành ra bây giờ nếu mà có nhà hảo tâm nào mà có gửi đến chú hoặc điện với chú thì chú nghe điện thoại ha. Còn nếu mà nhà hảo tâm nào có gửi xe cho chú, gửi tặng cho chú cái phương tiện di chuyển thì con sẽ liên hệ với chú sau. Ha, ha chú Phong ha. Chú cảm ơn. Dạ. Trước nhất cảm ơn mình với nhà hảo tâm. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thì cũng cảm ơn chú. Khổ lắm. Dạ. Nhắc tới thì chú ấy cũng nghĩ tới những cái vấn đề mà sâu xa sau này á, mà không có người nhớ, chăm sóc. Nhớ hoàn cảnh lúc nhớ hồi quá khứ vợ đi bán số không nghĩ giờ có vợ chết rồi. Dạ. Chú nhớ lắm, nhớ khóc như chưa hết nước mắt á. Là nhớ vợ đúng không chú? Rồi. Dạ. Rồi giờ chú phải vậy đó. Dạ. Chứ chú ở nhà mà không đi bán số gì chú lập rồi nhưng mà chết luôn. Trời thôi. Nhớ thương vợ đó phải không? Dạ. Hai chồng cũng nghĩ anh ơi với giờ anh về chưa? Anh về chưa anh lỡ chờ. Rồi cái ngày nào mà không đi làm dắt vợ với anh ơi lãnh với số hai chồng đi bán thì mời đi bán với anh. Đây cô chú anh chị xem cái số tiền chiếc xe điện là 15.900.000 nha. Đó, tại cửa hàng Bega. Trời ơi, quẹo cô luôn mẹ ơi. Ghê chưa? Chú này là bị mất hai tay hai chân luôn đó. Và đây là tấm lòng của anh Đạt mà sau khi mà đã hỗ trợ cho chú chiếc xe thì đây còn số tiền dư còn lại là để gửi cho chú. Để chú là thay đổi cái tay ga. Dạ. Hoặc là chú gáp cái mái che là tấm lòng anh Đạt ở Canada. Dạ. Gửi tặng cho chú. Dạ, cảm ơn anh Đạt nhiều. Rất thành thật cảm ơn. Dạ.
Khương Nhật Minh xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2023. Hiện tại bây giờ là chắc khoảng là 7 giờ 15 phút buổi sáng. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mình trao tấm lòng thiện nguyện của một gia đình ở bên Mỹ có quan tâm tới một cái hoàn cảnh là một bà ngoại đang nuôi 4 đứa nhỏ, trong đó là 3 đứa là sinh ba luôn cô chú anh chị, mà đang bán vé số ở tại khu vực bến phà An Bình. Đường này là đường Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị cùng xem cái quan cảnh mua bán vé số của bà ngoại đó và cùng tìm hiểu kỹ về chi tiết hơn tại sao các bé nhỏ đó đến từ đâu và không có điều kiện mà đi học. Thì ngày hôm nay là nhà hảo tâm mong muốn cái phần quà của mình để gửi đến cho bà ngoại các và tìm hiểu các bé đó để sẽ có những cái sự hỗ trợ cho các bé đó đi học. Tại vì thấy bà ngoại và các bé đó có khi là ngủ ở tại ngay bến phà An Bình này luôn nè cô chú anh chị, lấy những cái bạt mà che mưa là tối đắp luôn, nói chung là cũng thấy rất là thương luôn. Thì những cái lần trước là mình có những trao những cái tấm lòng là những cái túi gạo 1 ký cùng những phần đồ ăn sáng như là xôi hay bánh bao á, thì ngoại và các bé cũng nhận 3-4 lần gì đó, nhưng mà mình chưa có thời gian tìm hiểu kỹ cũng như chia sẻ giới thiệu với cô chú anh chị. Thì sẵn đây bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị cùng xem cái quan cảnh ha, mà của bà ngoại bé ấy đang bán ra sao như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn và trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho hoàn cảnh bà ngoại đang nuôi 4 đứa nhỏ. Thì cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha, đây là bảo tàng Vĩnh Long. Buổi sáng thường thường mà sau khi mà mình đưa baby đi học á, là mình sẽ ra đây để mình ngồi mình uống cà phê với chú Tây, mình tính toán cái công việc cho nó hợp lý nhất. Thôi để con Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về cái quan cảnh ha. Đó, ở đây là đường Phan Bội Châu, đây là bến phà An Bình. Thì cô chú anh chị cũng có thể thấy là những cái chỗ này là bắt đầu là dẹp hết rồi. Như quán cà phê Qua Nắng rồi nè, nhà hàng Phương Thủy là đã dẹp hết rồi để chuẩn bị xây dựng bờ kè. Thì ở đây thì chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha. Đó, bà ngoại và 4 đứa nhỏ là mua bán ngay chỗ tại này, chỗ này. Thấy cưng chưa cô chú anh chị? Đó. Thì sẵn đây chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Thường thường là thấy bà ngoại với mấy đứa con là cũng mưu sinh ở đây luôn. Cưng chưa? Rồi, thì sẵn đây chúng ta. Rồi, chào ông 12. Chào mấy con. Trời ơi, ngồi sắp hàng sẵn vậy đó hả? Rồi, chào bà ngoại. Rồi, bữa nay để hỏi bà ngoại một vài câu nha. Dạ. Rồi, bà ngoại ngồi xuống luôn đi bà ngoại. Dạ, qua đây nè bà ngoại. Rồi, mấy con ngồi đó đi nha. Rồi, thì chỗ này là chỗ mưu sinh của bà ngoại và 4 đứa nhỏ. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ha. Dạ. Rồi, đầu tiên thì cô có thể cho con biết là cô tên gì không ạ? Tên Thảo. Cô Thảo. Cô Thảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 58. 58. Nhà mình ở đâu vậy cô Thảo? Ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Cô ở huyện nào? Huyện Hồng Ngự. Hồng Ngự. Cho Hồng Ngự xuống đây xa lắm à, hơn 100 cây số á. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Nhưng mà tại sao cô lại quyết định xuống Vĩnh Long này? Tại vì ở quê đó đất cũng lỡ hết rồi, không có làm gì ra tiền. À. Rồi không có mấy đứa không có tiền bạc ăn sang sống rồi đi xuống đây. À. Đi bán vé số nuôi cháu. Dạ, là thành ra quyết định là từ ở Hồng Ngự xuống dưới đây. Ừ. Mà cô có quen biết ai không mà? Không, có nhỏ cháu nó dẫn xuống đây, vợ bỏ đi mất tiêu rồi. À, rồi thì cô có thể nói về hoàn cảnh của mình là mình có ông xã không? Không, ông xã mất 16 năm rồi. Mất 16 năm rồi, dạ. Vậy là cô có bao nhiêu người con? Có 4 người con. Dạ, lớn nhất là mấy tuổi à? Ăn trai đầu làm 30 mấy tuổi rồi chết rồi bỏ lại 2 đứa cháu nội. Con trai 30 mấy tuổi. Dạ. Mất là bỏ lại 3 đứa cháu nội. 2 đứa. 2 đứa cháu nội. Rồi, dạ. Bên ngoại nuôi. Dạ. Còn cái người con tiếp theo? Tiếp theo là thứ ba nè. Thứ ba là con gái hay con trai? Con gái. Dạ. Là con gái của cô là có bao nhiêu người con? Nè, 5 đứa, té xong chết đứa. 5 đứa mà té xong chết hết đứa. Dạ. Dạ, vậy là đứa này đứa lớn nhất. Đứa này lớn nhất rồi. Còn té ba đứa này sinh đôi. Ba. À, dạ. Sinh ba. Sinh ba, ba đứa này sinh ba. Còn hai người con kế tiếp thì sao? Tiếp thì một đứa nữa là nó có chồng, nó đi theo chồng. Dạ, ở xa không à? Xa. Dạ, rồi đứa kế nữa? Đứa kế nữa bệnh ở nhà. Dạ, vậy là cô bán như thế này thì một ngày cô bán được bao nhiêu tờ?
có khi 100 mấy 200. Dạ. Ta có người ta sang nhiêu gì bán nhiêu. Dạ. Đâu có mà... tiền người ta bán thiếu nè. À mà cô bán như thế này là cô lo cho mấy đứa nhỏ rồi là có gửi tiền về lo cho con bệnh mình ở nhà không? Không, con bệnh hiện tại ở chung luôn. À, ở chung luôn. Ở chung luôn. À, nhưng mà cô xuống Vĩnh Long này thì cô ngủ và ăn uống ra sao? À, mua cơm ăn rồi chiều đi về nhà trọ. À, nhà trọ cô thuê là ở đâu? Ở dưới cái chợ Phước Yên gì đó. Chợ Phước Yên hả? Dạ. Dưới Long Hồ hả? Đâu có, đi Bà Lan. Phước Yên, Bà Lan. Lan hả? Dạ. Bà Lan là Tam Bình. Dạ. Vậy cũng xa quá hả? Xa quá đâu. Đi sao cô không kiếm ở đây? Cô kiếm ở đây cho nó đỡ chịu phí không? Có một nít này nè, ta không có cho mướn. À. Nhà 600, 500 ta không cho mướn. À. Để thuê cái nhà bự đó lặn mướn cho mấy đứa này nọ. À. Mướn ở chơi rồi tám cho mướn thôi, nó có nít nôi tám cho mướn. Có nít là thành ra là khó mướn nhà khó hơn. Khó mướn, dạ. À, còn mình chỉ mướn là mướn được nguyên căn thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà chỉ có dưới Phước Yên là mới dạ, có. Được, dạ. À, mới thuê được. Là dạ. Một tháng cô đóng bao nhiêu tiền? Nán 1,5 triệu, tiền điện, tiền nước 1,8 triệu. Dạ. Khi mà cô thuê nhà như vậy thì cô có làm giấy tạm trú cho mấy bé không? Có giấy của cô có đưa cho người ta trình công an. Dạ. Có. Là mấy bé có giấy tạm trú hết? Có hết trơn. À. Tại vì nhà cái hộ nghèo hộ khẩu có hết rồi. Dạ đâu ạ, cho con coi cái. Có cho hộ nghèo hộ khẩu có hết. Ờ, đem hộ khẩu luôn. Đem dạ. Theo để người ta không biết tôi nói mình, không phải cháu mình. À. Mình mới đem theo đầy đủ cho. Chứng nhận hộ nghèo ha. À. Dạ. Đúng rồi, Hồng Ngự, xã Phú Thuận B, ấp Phú Trung. Dạ. Cái hộ nghèo này là người ta cấp cho mình là xài được bao lâu vậy cô? Không biết, tại vì người ta mới cấp năm nay và cái cô khổ quá, cô bỏ đi. À. Tại vì dịch kỳ rồi đó, cô dạ. Mua sữa, mua tả này kia nọ, thiếu nợ người ta đó. Dạ. Cô đi làm kiếm tiền trả người ta mà giờ kiếm không được. À. Em trả cho vậy ta. Là đối với mẹ của năm đứa nhỏ là dạ. Có một đứa là bị té xong. Dạ. Là đứa đó lúc đó nó bao nhiêu tuổi cô hả? Té là năm ngoái, năm nay nữa là 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Và dạ. Em của cậu nè bé này. Bị ta xô nhỏ xuống sông. Nhưng mà cũng là con trai luôn. Con trai luôn. Là anh cũng ba đứa này. Anh ba đứa dạ. Rồi người ta xô xuống. Ờ, người đi chơi chung với bạn này nè, nó dạ. Xô nhỏ xuống. Rồi mình không biết luôn. Hay là mình biết mà mình cứu không kịp. Mến đầu quá gì xô xuống đó gì không có ai chơi, có mấy đứa nít à. Dạ. Thằng này khóc lên, la làng lên, không ai tiếp hết trơn. Trời ơi. Rồi tới 3 giờ chiều, 12 giờ đêm mới mò được. Người ta cho tiền mò đó 10 triệu bạc á. Trời ơi. Người ta cho tiền mò 10 triệu bạc, nhỏ đem nhỏ lên. Dạ. Thôi thôi, là mới đây 1 năm thôi. Mới đây 1 năm. Dạ. Rồi mẹ của mấy bé thì tại sao mà không có lo? Đi ra bán cà phê ở Bình Dương á. Dạ, rồi sao nữa? Nó chết ở ngoài Bình Dương á. Dạ. Dạ. Là mất ngoài Bình Dương luôn. Mất ngoài Bình Dương lúc cuối cùng á. Trong cái đợt dịch. Dạ dạ. Dạ. Thì lúc đó là làm sao mà cô biết cái tin tại đó? Tại vì người ta ở ngoài á, nó không dạ. Có giấy tờ. Dạ không người có giấy ta, tờ. Không có giấy tờ lúc đó chưa làm. Dạ rồi. Rồi cái gì ngoài cái ở ngoài người ta nói. À. Người ta điện về người ta nói là chị Tiên nó mất rồi. Dạ. Rồi cái hài cốt á tại vì chị không có lấy về. Dạ. Tại vì á nói là hài cốt bao nhiêu người rồi. Xương đồ chung với nhau rồi chị không lấy để đông quá luôn. Đúng không? Ừ. Dạ mà chị không dám lấy đem về. Không biết của ai. Không biết của ai gì mà... không dám lấy. Dạ. Bỏ ngoài luôn. Dạ. Thì cái lúc mà mẹ của mấy bé mà đi ra ngoài đó thì mấy bé này được mấy tuổi vậy? Cô... Nó bỏ đi mấy năm nay là nó vậy bỏ là... đi lúc mấy đứa nhỏ này có hơn của tao vậy. Dạ, vậy là mới sinh mấy đứa nhỏ này là ngồi đàng hoàng không? Là... Ngồi đàng hoàng. Đúng rồi, mấy đứa ngồi đàng hoàng cho chú. Dạ. Chú quay dạ? Đi, chú mới hỗ trợ được nè. Quay hỗ trợ về lại đi. Chú cho tiền mua sữa uống. Dạ. Dạ đi con. Vậy là kể từ lúc mà khi sinh ra là dạ. Mẹ bé bỏ đi luôn. Bỏ đi luôn tới bây giờ luôn. Dạ. Không có lo gì hết trơn. Đứa lớn này thì mẹ bé có về thăm bé không? Đứa lớn này lúc đó có. Dạ. Đứa lớn này tại vì mấy đứa nhỏ này là chồng nó bỏ đó rồi dạ. Nó buồn nó đi luôn. Dạ. So ra cũng hay chứ, sanh được ba đứa thì lúc đó cũng hay lắm đó chứ. Lúc đó là gì có tiền gì lo cho nó, bây giờ gì hết tiền rồi. Dạ. Gì khổ quá gì ra đi. Bình thường thì một đứa con lo đã cực rồi, huống dạ. Chi mà giờ tới mấy đứa cháu như thế này. Gì dạ. Khổ lắm gì thành, đi. Thành ra là mình cũng ở quê hương thì cũng thiếu nợ nhiều quá. Dạ. Thành ra hôm mình quyết định mình lưu lạc xuống dưới đây. Dạ dạ. Để mong trả nợ kiếm tiền dạ. Trả nợ mà trả không nổi. Trả hoài luôn cũng chưa có nổi. Tại vì tiền quay tới tiền nhà ta chữ cô mới lên đây, cô mới biết ở đây đó. Dạ. Ta chữ cô. Thì lên đây thì mới có duyên. Dạ. Dạ, có duyên mới gặp chúng dạ. Mình. Thì cái vấn đề quan tâm nhất của những nhà hảo tâm
Khi mà thấy cô dắt mấy đứa nhỏ đi nhận đồ á, là nhà hảo tâm có nói với con là không biết là mấy bé này có được đi học và có khả năng đi học hay không. Và đó, tại vì cô xuống đây gỡ á, cô có hỏi rồi cũng muốn cho cháu học lắm. Dạ. Cô có hỏi rồi mà người ta nói mấy đứa này á có hộ nghèo mà ở trên quê không tốn tiền. Dạ. Còn xuống đây phải tốn. Đúng rồi. Dạ, xuống đây phải tốn, cô phải hỏi rồi. Nói như nhận mấy đứa này cũng một tháng mấy triệu. Dạ. Nó hỏi rồi là ngồi xuống. Ngồi con. Thì ngồi đàng hoàng đi, ngồi xuống con, ngồi xuống. Ngồi đi, ngồi lẹ đi, ngồi xuống đây chúng mình cho tiền. Ngồi xuống đây chúng mình cho tiền. Ngồi đi, ngồi đi chúng mình. Chúng mình cho uống sữa. Hả? Vậy là người ta có nói là do mình có sổ hộ nghèo là mấy bé sẽ được hỗ trợ học được ở tại Hồng Ngự. Dạ. Nhưng mà giờ mình thiếu nợ mình không dám về. Không dám về luôn. Bởi vậy và thành ra là bây giờ ở đây mà gửi là một đứa hơn 1 triệu một tháng. Không có, một tháng đứa có 800 à. Đứa 800. Dạ. Dạ. Đứa 800 là cái này là một tháng 800. Dạ, dạ. Một đứa 800 là. Dạ. Đứa lớn này bao nhiêu tuổi rồi cô? Đứa lớn này 8 tuổi rồi. Còn ba đứa nhỏ này? 4 tuổi rồi. Dạ. 4 tuổi là mới lớp chầu thôi. Dạ, học với giáo thôi. Dạ. Gửi cho ta sáng gửi chiều về. Dạ. Đứa. Nhưng mà một đứa 800 là ba đứa 2 triệu tư một tháng. 2 triệu tư tháng. 2 triệu tư một tháng mà gửi hết năm nay rồi gửi tiếp năm sau nữa. Dạ. Thì nó mới lên được lớp 1. Dạ. Còn chà, vậy số tiền này rất là lớn luôn đó nha cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị cũng đã bắt đầu hiểu sơ sơ về cái hoàn cảnh của cô ấy cũng như là mấy đứa cháu rồi đúng không? Có bữa sao con thấy con ngủ đây luôn vậy? Có bữa ngủ là không xe buýt đi rồi. À. Cô không có tiền về tại vì một ngày tới giờ cô gắn kiếm tiền. Một ngày về là tới 120.000 xe Honda. Hai chiếc, chiếc chở hàng này, chiếc chở cô. Rồi xe ôm á hả? Xe ôm á. Mà đi hai chiếc mà 120. Dạ, phải cô có xe cũng chạy lên xuống được. Mà ngày bán có 200 à? Cũng đi 200 mấy. Dạ. Rồi. Dạ, một ngày tốn 120.000 tiền xe ôm, tiền nhà là 60.000 nữa. Là coi như là 180 là một ngày bán vậy. Ủa rồi tụi nó ăn bằng cái gì cơ? Nó ăn cũng ta cho bánh, cho cơm, cho này, cho kia vậy đó. À. Bữa nào ta cho bữa nào không mình luôn ăn. À dạ, có nghĩa là sống bằng tình thương của mấy nhà hảo tâm đây. Thì ta cho bánh, ta mua bánh rồi dạ. Cho ăn. Chứ bán cái này thì chắc như chỉ đủ lay lất ngày nào hết ngày nay. Ngày thôi. Dạ. Có tiền cũng rồi. À. Cô khóc hoài à, cô dạ. Đi về một đêm cô khóc hoài. Dạ. Đâu cô đưa cái micro cô qua bé trai là cho con hỏi cái bé lớn đó nha. Bé lớn. Cô kẹp nó, cô kẹp á, cô bóp nó có cái đầu bóp á. Rồi, chào con. Chào chú. Rồi, chú là chú thấy là con là cũng rất là ngoan luôn khi mà nhận quà rồi ha. Cũng cảm ơn rồi nói chuyện rất là dễ thương. Con cho chú biết con tên gì nè. Mến. Mến. Mến hôm nay nhiêu tuổi rồi con? 8 tuổi. 8 tuổi hả? Từ đó bây giờ là bà ngoại hay mẹ có cho đi học không? Dạ, không có tiền đi học. Không có tiền đi học luôn. Vậy là con không biết chữ luôn. Có học lớp 1. Dạ. Học được lớp 1. Học lớp 1 là ra đi, bà cháu ra đi. Dạ. Là tới bây giờ là con biết đọc chữ không? Dạ, không biết tiếng cả. Đâu con quay lại sao con nhìn cái bảng con đọc cho chú nghe ơi. Có biết chữ nào không? Không biết chữ này mà mọc lên nó mọc. Dạ. Là chưa biết chữ nào luôn. À. Rồi thì con bây giờ con có muốn đi học không hay là như hay là con chỉ muốn đi bán phụ bà lại lo cho mấy em? Lo cho mấy em. À con muốn bán phụ bà ngoại để lo cho mấy em. Chứ nói như là con muốn đi học thì chị cũng tiếc hoài. À. Nói vậy đi con. Đúng rồi. Không cứ việc nói lên cái suy nghĩ của con thôi. Dạ. Nếu mà cái thằng bé này á nó ở đây thì cô có liên hệ được với mấy cái trường dạy cấp 1 không? Có mình gửi tấm tiền. Dạ. Đó có. Dạ. Có trường gửi tư. Dạ là ở đâu? Ở dưới Phú Yên nghe con. À dưới Phú Yên. À dạ. Dạ. Con gửi dạ. Tư. Dạ. Cô có hỏi thử là nếu mà cho nó đi học lớp 1 thì tốn bao nhiêu một năm không? Nó chưa hỏi. Dạ. Chưa hỏi còn cái đứa nhỏ nào hỏi trời. Tại vì lớn. Tại vì mình chưa có khả năng đúng không? Thành ra là thành ra là cũng chưa có lại ngồi bà ngoại đi con. Lại ngồi với bà ngoại đi, lại ngồi với bà ngoại đi. Dạ. Đúng rồi, nói chung là do là
mà ngoài để nó phát triển á, cô chú anh chị thành ra nó cũng hơi nhức đầu đó, nhưng mà đường cái thì cô chú anh chị thấy đó, nó mền gói rồi ngủ ở đây luôn rồi. Nói chung là cũng hiểu lắm về cái hoàn cảnh của cô rồi, vậy là so ra là cô cũng mong muốn có một cái phương tiện di chuyển đúng không, để đưa mấy đứa nhỏ. Không, nếu như mà cô có tiền á, cô cho mấy đứa cháu học đi. Dạ. Cái đó thì cô đi bán mình lên, còn tiền nó trả phần tiếp cô. À. Đó, cô cũng tính vậy đó. Cũng hợp lý. Giờ cô khổ quá, cô cũng không tính được. Rồi cô lấy cái micro đứa bé đi cô. Rồi cô kẹp vô áo cô như nãy. Thật sự bây giờ là quá tê tư, quá tê chân rồi. Rồi bây giờ thì rồi, cũng chia sẻ với cô luôn. Thì ngày hôm nay thì mới có cơ duyên để hiểu thêm về cái hoàn cảnh của cô cũng như là mấy đứa cháu ha. Dạ. Thì hôm nay con sẽ thay mặt ông Nguyễn Đình. Dạ. Và mấy đứa nhỏ. Dạ. Ô lộn vậy. Ông Nguyễn Đình và mấy người con sẽ có hỗ trợ cho mấy bé ở đây. Dạ. Thì có cô ấy có gửi về cho con là 200 đô. Cô biết 200 đô là được nhiêu tiền không? Không. Từ đó giờ đâu có biết đúng không? Mà giờ con hỏi cô này, cô muốn lấy tiền đô hay cô lấy tiền Việt? Dạ, tại vì chúng mình đưa về lấy nấy, mình không biết xài tiền đô. Tiền đô hả? Đô tiền mẹ mày. Cô không có vậy? Chút xíu hồi chú cho mấy tiền đô nha. Đó thì cũng chia sẻ với cô luôn. Nói chung thì con biết là là cô rất là cũng khó mà để đi đổi được. Thành ra con đổi luôn cho cô rồi. Thì con đổi vào chiều ngày hôm qua. Đối với 200 đô của ông Nguyễn Đình và các con gửi được cho cô là 4.680.000. Dạ thì đây là tấm lòng của là nhà hảo tâm ở Mỹ. Thời điểm này cô nhận được cái phần quà thì cô cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú nào giúp đỡ đó. Cảm ơn mọi người. Dạ. Hảo tâm cảm ơn. Dạ. Con qua ngồi phía sau bà ngoại đi con. Cho chú quay ơi. Dạ. Bữa nay mà nhận được cái phần quà về thì cũng quá là vui và quý rồi đúng không ạ? Quý luôn. Dạ. Rồi mấy con có muốn ăn gì không? À, là gì anh nói chú nghe coi. A là vui hả? Vui. Đó. Thì đó là cái tấm lòng của nhà hảo tâm mà quan tâm tới hoàn cảnh của cô. Thì sau cái video này thì những nhà hảo tâm cũng đã hiểu hơn về cái hoàn cảnh của gia đình mình và cũng hiểu vì sao là các bé là chưa có khả năng đi học. Chưa có khả năng đi học. Thì đó, đừng con. Rồi thì chắc cô chú anh chị cũng hiểu ha và thông cảm, cùng đồng cảm với hoàn cảnh của cô nãy cô nói cô tên gì quên. Cô Thảo ha. Rồi, thôi rồi thôi chú chào mấy con nha. Có nhà hảo tâm nào hỗ trợ thì chú sẽ qua chú hỗ trợ cho mấy con nha. Dạ dạ, cảm ơn chú Minh. Nhờ chú Minh để giúp đỡ giùm mấy bà cháu. Cho nó đi học tính tiền cho nó đi học. Dạ. Chứ giờ khổ quá. Dạ. Cái này cũng quý lắm rồi đó. Cái này cũng được đổi được 1-2 tháng tiền nhà rồi. Dạ dạ. Rồi, bye bye mấy con. Cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ. Mới mà lớn mà biết đòi tiền đô luôn. Dạ rồi, rồi cảm ơn cô Thảo. Rồi bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu đến hoàn cảnh tiếp theo. Rồi bye bye mấy con nha. Rồi dẹp cái ghế mấy em nha. Bye bye mấy con. Rồi bà ngoại bán tiếp đi nha. Tại buổi sáng để cho bà ngoại bán cũng không hỏi nhiều lắm. Thường thường là với số bây giờ chỉ bán được buổi sáng với buổi chiều tối thôi cùng với anh chị. Buổi trưa nó bắn lắm. Đợi tiền đô, đợi đó đi nè, chú Minh cho nè, đợi đó, đợi đó. Chú Minh cho tiền đô, ngồi yên đó, ngồi yên đó, ngồi yên đó. Ngồi đó đi, chú Minh mới cho. Đợi chú Minh đi, chú Minh cho tiền đô. Rồi, đây, chú Minh lì xì cho 4 đứa, mỗi đứa 1 tờ. Đó coi phải tiền đô không hay tiền giả đó. Cảm ơn. Tiền thiệt hay tiền giả? Tiền giả. Được không? Rồi vô chưa? À, đó rồi được chưa? À, đúng tiền đô chưa? Rồi nhìn chú mấy coi, nhìn chú mấy coi. Rồi giơ tay lên chào chú. Rồi chào các con nha. Tiền giả. Rồi
đó, rồi khi nào chán thì đưa cho bà ngoại giữ. Bốn tờ đó thì được chín mấy ngàn đó, chín mấy ngàn đó, coi chừng mất nha. Dẹp giùm em cái ghế nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với hoàn cảnh tiếp theo nha cô chú anh chị. Dạ rồi, thì cũng chia sẻ luôn với cô chú, thì đây là một hoàn cảnh là chú Hùng là một trong những cái người mà cục bán vé số khá là lâu năm ở tại Vĩnh Long. Thì chú ấy thường thường là đẩy chiếc xe như thế này để đi bán mỗi ngày. Thì vào vài ngày trước chú ấy có liên hệ với mình là cũng mong muốn có một cái phương tiện di chuyển để cho nó đỡ vất vả hơn trong cái công việc của mình. Rồi chào chú Hùng. Dạ. Nói chung thì biết chú cũng khá là lâu rồi. Kể từ lúc mà con bán ở chợ tới giờ thì cũng khá là lâu năm. Rồi chú kêu cái lấy khẩu trang luôn đi chú Hùng. Dạ. Rồi. Chú Hùng bây giờ cho con hỏi một vài thông tin nha. Thì chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 51. 51. Dạ. Thì chú có gia đình chưa? Dạ có gia đình, có thằng con học lớp 10. Con học lớp 10. Dạ. Là chú có mấy đứa? Một thằng. Là có một thôi. Dạ. Dạ. Là chú lập gia đình năm mấy tuổi? Năm 34. Năm 34. Dạ. Thì vợ chú là cũng hoàn cảnh bán giấy số luôn. Cũng bán giấy số dạ. luôn. Vợ chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 45. 45. Dạ. Rồi ngày xưa trong trường hợp nào chú quen với vợ chú? Đi bán rồi tình cờ quen. À đi bán rồi tình cờ quen. À dạ. Rồi vậy là năm đó là năm 30 mấy tuổi hen. Dạ. Dạ. Rồi khi mà tại sao mà chú lại chỉ có một đứa con thôi mà chú không có? Trong khả năng có nhiều á thì mình nhiều á thôi. À có nghĩa là do cái nhiều khả năng của mình. Mình lo không nổi á. À dạ. Dạ. Vậy là chú cũng giống như là liệu cơm gấp mắm. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Dạ, tự lượng sức mình. Dạ. Dạ. Là khả năng của mình chỉ có thể là nuôi được một đứa con thôi. Cho nó học, cho nó nên người. Dạ. Thường thường là con thấy là chú cũng hay rước con vào mỗi buổi chiều. Dạ. Nhưng mà con chú lớn rồi sao chú không cho đi xe đạp luôn? Tại thời buổi bây giờ nó ấy quá rồi, mình gắn kìm cho nó bỏ lỏng nó rồi nó đi chơi, hơn nữa nó con trai nữa rồi. À cũng hợp lý. Cho dạ. mình gắn kìm một thời dạ. gian nào hay thời gian nấy. Hay quá, đúng rồi, cái ý nghĩa rất là hay. Dạ. Thì chú có thể chia sẻ với con về cái tình hình bệnh của chú là từ khi mà chú mới sinh ra là chú bị như thế này luôn hay như? 3 tuổi sốt. 3 tuổi là bị sốt. Dạ. Dạ. Mà quê chú ở đâu lận? Quê ở Mỹ An, Mang Thít. Mỹ An, Mang Thít. Dạ. Là từ đây xuống khoảng cũng mười mấy cây số á. Rồi lên đây hai chồng lên đây cưới rồi lên đây lập nghiệp. À cưới nhau rồi ở trên đây luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà ở trên đây thì ở đâu ạ? Dạ ở hiện bây giờ còn ở trong khu Hoàn Hảo ở trọ. Khu Hoàn Hảo ở trọ. Dạ. Dạ. Thì trong đó nó gần hơn Mỹ An. Mỹ An gần. Dạ. Trong đó thì chú ở như vậy thì một tháng chú đóng bao nhiêu tiền? Dạ 700 mấy ngàn điện nước luôn 1 triệu đó. Dạ điện nước luôn là 1 triệu. Là gia đình là 3 người. 3 người. Dạ cái nhà bự không chú? Nhà nói chung là nhà của khu Hoàn Hảo và bề ngang cũng 4 mét mấy, bề dài 10 mấy mét. À vậy cũng được, nó giống như một cái căn nhà nhỏ nhỏ vậy ha. Dạ, dạ. Dạ nhưng mà ở trong đó thì người ta có cho thuê nhiều những cái căn giống vậy không chú hay là chỉ có dạ. căn chú thôi? Tại vì anh Hảo anh thấy hoàn cảnh vậy anh cho thuê chứ còn mà ra công nhân viên chức ở không. À bởi vậy con mới thắc mắc. À vậy là ông chủ khu du lịch Hoàn Hảo. Dạ. À là thấy hoàn cảnh chú bị khuyết tật. Dạ. À, bẩm sinh thành ra mới quyết định là cho chú thuê với cái giá vậy đúng không ạ? Dạ. Dạ cũng hợp lý. Rồi bây giờ thì thời điểm hiện tại thì bây giờ một ngày chú bán được bao nhiêu tờ vé số? Một mình hai chồng. Dạ một mình chú á. Một mình em nhiều khi 200 mấy, 220, 240. Dạ. Nhiều là, bữa. Dạ là cái khoảng thời gian chú bán là từ mấy giờ tới mấy giờ? Sáng là 6 giờ đi tới 4 giờ mấy chiều mấy gì. Là bán từ sáng tới chiều luôn. Dạ. Dạ mà lời được khoảng 200 ngàn hoặc là 240 ngàn thôi. 240 ngàn. Dạ. Đó thì coi như là bán cả ngày luôn mà dạ. chỉ khoảng 10 đô la thôi. Dạ. Dạ. Rồi vợ chú thì bán cái số lượng như thế nào chú? Cũng chú Hùng. 140, 150 gì đó. Dạ, vậy là bán ít hơn chú ha. Dạ. Tại vì do mình có hoàn cảnh bị khuyết tật thì chắc người ta cũng ưu tiên hơn ha. Dạ. Chú có cái nón gì vậy? Ai tặng chú hả? Nó hôm qua ảnh quà người ta tặng đó. À, trưởng phát đường. Trưởng phát đường hôm qua cho phần quà với cho cái nón. À, hôm qua người ta tặng chú được gì? Gạo, 5 ký gạo chứ chục cái mì chứ chai dầu ăn. Dạ cũng quý rồi. Cái nón. Dạ.
cái gì được thì mừng cái đó. Dạ, chú có thể kéo cái chân lên cho con xem được không ạ? Vậy là chú là bị co rút luôn, là từ hồi bẩm sinh luôn hả chú? Rút, chú không ạ? Nhỏ luôn. Dạ, là bị sốt, là tới giờ là bị như thế này. Dạ. Là nó cứ co co, nó giật giật cái chân như thế này. Dạ. À, hôm bữa thì thấy chú có nhận quà thì cũng thấy chú di chuyển. Bây giờ chú có thể di chuyển lại giùm con một cái. Bây đi giờ bộ chú, hay... dạ đi bộ á. Dạ. Chú Hùng đi lại chiếc xe đó là đi ngược lại con. Dạ. Để đậu, con xem cái cách xe, di chuyển của chú nha. Đi bộ. Dạ dạ, chú đậu xe đây. Rồi chú đi bộ lại chiếc xe đó. Rồi chú đi bộ lại em con. Dạ. Lúc nào nó cũng phải có cái cây vậy ha. Dạ. Dạ. Không có cây đi không được. Dạ đúng rồi, không có cây không đi được. Đó, cô chú anh chị thấy không? Ngoài ngoài đi bán đi ngoài. Để con làm việc. Dạ. Đúng rồi, rồi em ơi. À, con mời chú đi lại đây ạ. À. À, hôm bữa thấy chú Hùng cũng đi lên lãnh quà, nhưng mà chắc có lẽ là cái địa điểm khác hôm bữa nó hơi xa. Thành ra là hôm bữa chú đi xe ôm lên thôi chú Hùng. Vậy xe ôm, cái xe này lắc qua cầu quá không nổi. À, xe này lắc qua cầu lắc không nổi. Dạ. Chứ năm nay gặp như hơi đuối hơn mấy năm trước. Dạ, mà ra sức khỏe nó cũng xuống lắm. Dạ. Đúng không ạ? Rồi, rồi cái này là nó bị trời mưa ghét hư á. Đúng rồi, giờ nó bị móc lên hết nè. Dạ. Cái này là cái ghế ngồi của chú hả? Dạ. Dạ. Đó thì cô chú anh chị thấy đó, đối với hoàn cảnh của chú Hùng cũng là một trong những cái người mà khuyết tật bán vé số mà cũng khá là lâu năm ở Vĩnh Long. Mà chú ấy thì sau khi mà thấy những hoàn cảnh mà mấy chị mà có con bị bại não, có chiếc xe, thì chú Hùng cũng có liên hệ với mình để mong muốn là có nhà hảo tâm để hỗ trợ cho mình về một chiếc xe điện. Thì chú khi mà chú thấy mấy chị mà có con bại não mà chạy xe trên đường thì lúc đó chú cảm giác như thế nào? Cảm giác thấy mình ước muốn được chiếc xe như vậy, mình chạy bán mỗi ngày á. À. Chứ hơn nữa năm nay lắc xe lắc cũng hơi mệt hơn mỗi năm. Dạ. Là thời điểm hiện tại bây giờ là chú có lắc lên được mấy cái dốc cầu không? Được, nhưng mà lắc nó chậm. Dạ. Như nhầm khi qua cầu cá cá rồi em lắc cũng nó chậm, sao cho đẩy á. À dạ đúng rồi. Tại vì thật sự là chiếc xe này của mình chắc ngày xưa người ta cho chú cũng lâu. Rồi, năm rồi hả? Nhưng mà cũng mười mấy năm rồi. Tới mười mấy năm rồi hả? Trời ơi dữ vậy hả? Cho hồi lúc mới ra bán tới giờ luôn. Dạ. Dạ. Là coi như là lúc đó hình như chú mới lập gia đình ha. Dạ. À rồi đi bán cái bán tới giờ cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Nói chung là nhìn lên nó cũng xét, nó cũng cũ rồi. Dạ. À, nhưng mà đây là một cái nguyện vọng cũng rất là chính đáng nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, thành ra đó lý do tại sao mà mình quyết định là mình quay mình chia sẻ với cô chú anh chị về hoàn cảnh của chú Hùng này, để cô chú anh chị có thể là xem về hoàn cảnh để xem có trợ duyên được cho chú ấy hay không. Đó. Thì bình thường là cái đoạn đường mà chú hay bán là bán ở khu vực nào vậy chú Hùng? Dạ, bán vòng vòng phường 1. Phường 1. Vòng vòng đây tới cầu cá cá rồi đổ xe lại rồi, chứ không có đi xa nữa. Dạ, tại vì đâu có đẩy lên mấy cái dốc cầu nổi đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rồi đi lãnh quà là phải đi đón xe ôm ha. Dạ, đón xe ôm. Dạ. Đón xe ôm rồi coi như là nhận quà, cái phần quà hôm bữa anh túi gạo có sáu mấy ngàn mà xe ôm hình như hết 20 ngàn hả? 20 nhầm người ăn 25 nữa. Trời ơi vậy hả? Dạ. Vậy thì cũng đâu có còn lời lớn gì nữa đâu cô chú anh chị thấy đó. Đó thì hoàn cảnh của chú Hùng này là một cái hoàn cảnh mà theo mình thấy là mong muốn rất là chính đáng về cái một cái phương tiện di chuyển. Lúc mà khi mà chú thấy mấy chị đó là có xe là từ bữa nào? Coi trên clip video à. À coi trên video hả? Vậy là chú cũng có theo dõi video của con hả? Dạ, theo dõi hàng ngày luôn. À, theo dõi hàng ngày luôn hả? À, dạ. Vậy mà con... có nhà hảo tâm xin được chiếc xe ăn di chuyển tới thôi, bán cho nó khỏe chút chứ. Dạ. Lo cho thằng con ăn học cho nó nên người. À, dạ. Cái lý do đó cũng chính đáng. Dạ. Con chú bây giờ lớp 10 thì đang học trường nào? Dạ, học trường Nguyễn Văn Liệt. Ồ, vậy học cũng khá giỏi đó chứ. Nói chung là ra ngoài trường Nguyễn Văn Liệt, người ta thương, người ta không có lấy tiền ngọc ngào hết trơn. Ủa? Vô đó là người ta không lấy tiền luôn? Không, năm nay không có lấy tiền đồng xu nào hết trơn luôn. Vậy là năm nay mới lên lớp 10 thôi. Dạ. Dạ. Trường Luân Liệt là trường Tống Phước Hiệp đó cô. Dạ. Chú anh chị. Trường cấp 3 đó. Rồi bây giờ chú đưa hai cái tay cho con xem cái nha. Bỏ số vô hả? Rồi rồi, chú bỏ số vô đi. Rồi bây giờ đúng rồi, chú đưa hai tay gần lại nhau. Đây cô chú anh chị xem nha. Rồi chú lật ngược cái bàn tay của mình lại. Rồi đâu chú bóp vô con coi. Nè chú ngửa như vậy nè. Rồi chú bóp vô. Rồi chú buông ra. Từ từ thôi nha chú Hùng.
để con quay, rồi bóp vô buông ra, rồi chú bóp vô, rồi chú kéo vậy, giống như chú lên ga. À, cũng được ha. Mình nghĩ là đối với cái nguyện vọng của chú thì chú ấy mong muốn thì chắc là chắn là chú ấy phải thực hiện được về những cái thao tác. Chú có thử bao giờ mà hỏi mượn mấy gì đó, mấy chiếc xe mà có, chạy thử không? Có mấy bữa giờ có mượn xe của bá Tùng á. Bá Tùng à? Dạ, anh Tùng là cái anh mà đi chống bằng hai cây nạn đó. Dạ, cô chú anh chị. Dạ, dạ. Rồi sao chú chạy cũng thấy cũng được. Chú có lên thử chưa? Được. À, vậy là anh Tùng đó cũng dễ thương ha. Nói chung bá Tùng thì trí cốt từ đó, chơi chung từ rồi mới ra bán vé số tới giờ. À, vậy là những người khuyết tật thì cũng sẽ là chơi chung với nhau. Thành ra là cũng là chí cốt nhau. Nhưng mà bá Tùng thì chơi chung thân hơn. Thân hơn từ đó giờ. Rồi mượn xe chạy. Dạ, dạ là thấy chạy cũng được. Dạ. Dạ cũng ổn. Nhưng mà thấy nó khỏe hơn rất là nhiều đúng không chú? Rất là nhiều, khỏe hơn ngày rất nhiều. Dạ. Rồi vậy khi mà chú coi cái clip mà anh Tùng đó, anh được cô Xuân hỗ trợ chiếc xe thì lúc đó như chú cảm giác như thế nào? Thì cảm giác trong lòng mình ước nguyện cho mình được như anh Tùng, cho bạn Tùng vậy đó. Dạ. Nhưng khi gặp anh Minh ngoài đường cũng muốn hỏi xin nhưng mà không biết làm sao mà hỏi được. Dạ, thì thật sự là con biết về cái hoàn cảnh của chú nhưng mà chưa có hiểu lắm. Dạ. À, tại vì biết nhau qua những cái việc mà mình lần mình dạ, đi phát thôi. Dạ, đánh quà rồi đó. Dạ đúng rồi, chứ về cái vấn đề mà chi tiết về hoàn cảnh thì chưa dạ. biết. Với lại cũng không có thấy chú lên tiếng thì cũng đâu có biết là chú có muốn hay không. Dạ, dạ. Tại vì phải có những hoàn cảnh mà khó khăn thì phải lên tiếng trước với con. Dạ. Thì con mới biết, con quay, con chia sẻ với những nhà hảo tâm. Để nhà hảo tâm nào mà xem mà đồng cảm được với cái hoàn cảnh của mình thì mới có sự hỗ trợ. Dạ. À mà vợ chú là bán ở khu vực nào vậy? Cũng bán vòng vòng chợ. Ủa vợ chú là ai ta? Sao con không biết ta? Cái người ốm mà cũng có ảnh quà của anh Minh thường xuyên. Dạ. Chắc có lẽ là có, con có phát phiếu phát dạ, quà dạ, nhưng mà dạ. con không biết mặt thôi. Dạ. Dạ. Nói chung đó. Đông quá. Dạ. Dạ. Thì so ra là, ủa mà vợ chú thì tay chân bình thường không? Bình thường. À dạ, vậy ngày xưa làm sao mà chú quen được hay vậy? Tại cũng như duyên nợ hay gì đó chứ. Dạ, rồi lúc đó chú gặp nhau ở đâu? À, ở Bến Đò, Đồng Phú, Bến Đò, cũ Đồng Phú á. À, rồi khi mà chú gặp thì như thế nào? Ai ngỏ lời trước? Chọc quá, chọc ra, tưởng à. Cái gia đình bên mẹ vợ chịu kêu qua gã. À dạ, có nghĩa là mình chập chơi dạ. rồi sau đó từ từ có cảm tình dạ. Chứ em tính em đâu có vợ có con như bây giờ đâu. Đúng rồi dạ. Bây giờ con của chú mà sinh ra thì nó như bình thế thường. Nào cũng dạ. bình thường luôn dạ. Rồi chúc mừng chú, đó cũng là cái phước của mình ha. Dạ chứ mà chú cũng đâu có nghĩ là mình sẽ có một người chịu mình cái gia đình như bây giờ đâu. Dạ. Vậy là chiếc xe này của chú là mình thắng bằng cái tay chỗ này luôn ha. Tay nhưng mà lâu quá rồi nó vậy nó hư luôn rồi. Ủa vậy rốt cuộc rồi chú thắng bằng cái cách nào? Dạ. À kéo lại dạ. kéo lại để cho cái bánh xe nó đừng di chuyển nữa phải không? Dạ. Dạ rồi thôi thì coi như con cũng hiểu cái hoàn cảnh của chú rồi dạ. Bây giờ chú cho con xin cái số điện thoại chú Hùng ha. Để có gì con sẽ liên hệ sau. 0939 0939 22 1024 1024 dạ. dạ. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị nào mà quan tâm đến hoàn cảnh của chú Hùng bán vé số ha, bị khuyết tật mà do hồi nhỏ bị sốt, co rút như thế này thì có thể là liên hệ điện hỏi trực tiếp chú Hùng. Dạ. Còn nếu mà nhà hảo tâm nào mà có thông qua, gửi thông qua cho con thì con sẽ liên hệ chú sau. Rồi chúc chú mua may bán đắt nha. Cảm ơn. Rồi chú hy vọng là chú sẽ gặp may mắn. Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi. Rồi. Rồi con chào chú Hùng. Rồi. Còn cái có nhận quà được hay không là cái phước phần của mình nha chú. Dạ. Rồi con chào chú. Rồi tiếp tục thì chú ấy tiếp tục công việc đi bán thôi. Chú này thật sự là bán với số rất là lâu năm rồi cô chú anh chị. Từ lúc mà mình bán bánh mì dưới chợ á, là mình đã thấy chú này chú đi bán rồi. Thường là anh hay đảo vòng vòng, anh hay mời ở trong bảo tàng á. Sáng anh cũng đảo một hai vòng gì rồi. Đến lúc mà mình mời anh là cũng lại cũng khá lâu.
Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì hoàn cảnh tiếp theo mình cũng muốn chia sẻ đến với cô chú anh chị, đó là hoàn cảnh của một chú bị khuyết tật này. Chú này thì cũng mới xuất hiện ở tại Vĩnh Long thời gian gần đây, mà mình thấy chú này có một cái tình trạng là một cái chân trái nó bị sưng. Thì chưa biết cái hoàn cảnh chú này ra sao như thế nào, thì sẵn đây trong ngày hôm nay mình sẵn dịp trong cái video mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Đó, chú ấy đang mời giấy số ở trong bảo tàng ở trong đây như thế này. Đó. Rồi để khi nào chú ấy mời xong thì mình sẽ mời chú ấy ra. Chú Tây kêu chú đó một con đi chú Tây. Đó, thì mình đã nhờ chú Tây để mời chú ấy ra đây. Đó, cô chú anh chị thấy là một bên là vé số, là một bên là cái chân nó bị sưng đó. Đó, thì cũng chưa biết. Đó, đây là anh chủ quán cà phê. Cô chú anh chị thấy cái chân trái của chú ấy thì chú ấy để trên cái kệ như thế này. Rồi con chào chú. Dạ chú lại đây cho con hỏi thăm một vài câu cái nha. Rồi rồi chú, bây giờ chú cởi nón, kéo tháo khẩu trang ra. Dạ rồi cởi nón luôn. Rồi chú cho chiếc xe nó ngang ngang qua đây một con cái. Chú đẩy cho xe ngang qua. Rồi rồi ok rồi được rồi. Dạ rồi rồi con chào chú. Chú này thì vào dạ vài ngày trước thì chú ấy cũng có lại san sẻ với mình về cái hoàn cảnh, để chú ấy mong muốn là có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh của mình. Và thì ngày hôm nay thì con mới có thời gian để con hỏi chú về cái hoàn cảnh gia đình của mình ha. Rồi đầu tiên thì chú cho con biết chú tên gì ạ? Chú tên Thông, tên họ là Từ Văn Thông, quê ở Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Từ Văn Thông và quê ở Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Dạ. Rồi tại sao mà chú không ở dưới đó mà chú lại ở lên Vĩnh Long mua bán và sinh sống như thế này? Thì chú có vợ ở bên mà an cư á. An cư là ở đâu chú? An cư ở Tiền Giang. Cái bè Tiền Giang á. À cái bè Tiền Giang. Rồi hai chồng cũng gặp nhau bển, lúc đó chú đi dắt gạo rồi gặp cô đi bán vé số đó. Dạ. Cái hai người mới ở, rồi cô cũng, lúc đó cô cũng thôi chồng mới ở. Dạ. cái trò nhỏ đó. À. Gặp chú đi bán vé số dắt gạo, hai người mới làm quen. Dạ. Rồi mới ở cũng được mười mấy năm trời. Dạ. Cô biết cô bệnh nặng, cô bị ung thư máu, sau cái tới chừng mà phát hiện được đó, thì đâu có tiền đâu. Dạ. Bác sĩ nói là bị nặng lắm, không biết cứu nổi không, giờ kiếm tiền thật nhiều đi. Lúc đó thì ở khám ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó. Dạ. Là cô cũng có bị mà phổi có nước á. Dạ. Rồi rút nước ra rồi. Dạ. Nó ho lắm, rồi rút nước ra cái bác sĩ khám mới xét nghiệm máu rồi mới biết là cô bị ung thư máu, khi gì xin tiền thật nhiều đi, nhưng mà đâu có biết, đâu có ai đâu mà còn... Dạ. Nhà trợ trợ này đâu mà giúp đỡ. Vậy là dạ. Ngày trước là chú làm giác gạo ở bên Tiền Giang. À, sau đó chú gặp cô. Rồi lúc đó cô bán vé số hả? Rồi sau chú cũng đi bán vé số luôn. Khoan, cái lúc mà chú giác gạo thì thu nhập của chú lúc đó như thế nào? Thu nhập chú người ta thì tính có, theo có... từng hay tháng hay là tính theo tấn? Cái đó là chú làm tư nhân. Tính theo tấn. Một tấn là chú giác là được bao nhiêu tiền? Một tấn thì lúc trước thì có 30 ngàn, sau nó lên được 50 ngàn, nhưng mà có khi nói chung một ngày thì sáng làm chiều về có khi 100 mấy 200 vậy đó. Là làm khoảng chừng được 3-4 tấn là chú giá. Có khi thì làm suốt ngày đó. Dạ. Anh em bằng cả tổ vậy đó. Cả tổ. Cả 7-8 người, chục. Dạ. Người vậy đó. Dạ. Lên xe vậy trong dựa đó, mình. Dạ. Lên xe đó, cái chiều về cái cộng lại hết, chiều về cái mình chia tiền. Cũng hợp lý. Cũng công bằng. Dạ. Rồi cái có lúc thì chú cũng làm máy lao nữa. Dạ. Máy lao cũng mía lao hả? Nhà máy lao. Máy lao. Dạ. Nhà máy lao gạo. Lao gạo. Rồi tới 9-10 giờ. Dạ. Về. Dạ. Cái cô một ca làm vậy đó là một ngày làm ngày nghỉ. Dạ. ngày nghỉ thì ca kia vô. À. Chú ngày nghỉ cái cô nói thôi ngày mơ nghỉ
thì em lãnh cho anh trăm mấy tờ số cái hai chồng đi bán, ngồi chiếc xe đạp đi bán vậy đó. À. Rồi bữa sau vô ca thì không có đi bán số. Dạ. Vậy là chú lấy vợ chú năm nay bao nhiêu năm rồi? Chú lấy vợ ở cũng được mười mấy năm trời đó. Mười mấy năm là chú có con không? Ở với cô không có con, nhưng mà cô có con trai, con trước của cô. Con dạ. Riêng á, con trước á. Còn chú ở là không có con luôn. Dạ. Rồi thì trong cái hoàn cảnh nào mà chú bị một cái chân mà bị nó như thế này vậy chú? Cái hoàn cảnh này, cái chân này là nguyên do là đi bên về bên tiền em với vợ đó. Dạ lâu chưa? Cũng mới đi hà khoảng 4 tháng mấy, chú có tờ giấy cái mổ này, cái mấy nóc nè. Rồi. Cái 4 tháng mấy? À. Khoảng 4 tháng mấy, 5 tháng rồi, 5 tháng đúng 5 chú tháng. Chú về quê vợ là ở an cư. Ở an cư để rồi. Kiếm chỗ để làm vắt gạo nữa, để kiếm tiền đặng đi làm bảo vệ. Dạ, dạ rồi sao nữa? Rồi bị xe nó tông. Dạ. Nó chở chú là ngồi giữa, thằng anh trai ngồi sau. Dạ. Xe tông lúc đó chở trong đường đan đó, xe tông chú. Đường đan rồi. Tông chú là xe không đèn, xe này không đèn, xe kia cũng không đèn nữa. Dạ. Rồi tông chú là gãy ngang đây là nặng lắm. Dạ. Cái chú khóc. Chú mới khóc mà kêu nhà dân nó cứu chú. Dạ. Cái dở lên là lật lìa cái chân này, lật lìa như con lươn, đau dữ lắm. Dạ. Cái này, máu chỗ này nữa. Dạ. Dạ đâu ạ? Bây giờ này gần 5 tháng rồi nó liền rồi, nhưng mà cái chấp inox cộng đồng mạng cho tiền á, chấp inox á, bên thắng cộng đồng mạng thắng vỏ đó cho tiền. Chuyển lúc đó chuyển chú xuống bệnh viện cái bè, cái bè thấy nặng quá. À. Mới chuyển chú lên trên mà dưới bệnh viện cái lại bị gãy là mấy khúc luôn. Mới nằm kế em trai làm ở liên đoàn lao động mà cái lại đó. Dạ. Dạ. Cái này chú nó máu không à. Dạ. Chấp gãy đây nữa. Dạ. Chú lấy tờ giấy cho coi. Đúng rồi, chú lấy rồi cái mà em trai nó làm bên liên đoàn lao động, phó liên đoàn lao động của huyện Cái Lậy á. Cái Lậy. Cái bà già ấy thấy ông này trùng nghiệp lắm, con ơi con. Dạ. Kêu ông bạn con thắng võ ra giúp đỡ cho ổng đi. Dạ. Thắng võ cũng làm bên cộng đồng mạng đó. Dạ. Rồi cái thắng võ ra, cái lúc đó quay phim nó đang ở trong phòng bệnh nhân cũng nhóc cả chục mười mấy người vậy. Lúc đó thấy tụi người chú quay phim chú kể hoàn cảnh đó. Dạ. Lúc đó đau, còn đau nhất lắm mà chưa có, lúc đó có dòi sưng luôn. Dạ. Chưa có mổ được, lúc đó đang bột nữa nè. Rồi cái thắng võ nói pha chú ơi chưa để con xin tiền cho chú, là chú cũng kể hết hoàn cảnh vậy đó. Dạ. Thấy hoàn cảnh rồi ở với vợ mà hai chồng vậy đó, rồi mà vợ chết vậy đó, rồi hỏi nó làm nghề gì thì chú nói lời bán số. Ủa? Làm vắt gạo đó. Ủa rồi, khoan từ cái lúc mà vợ chú chết là lâu chưa? Vợ chú chết là một năm rồi. Một năm. Lúc đó năm thì mấy. Chú nói là cô trước lúc đó là bị ung thư máu hả? Ung thư máu chết. Dạ. Rồi sau bị Covid nhập lên bỏ chết đó, điều trị ở bệnh viện Cái Lậy với bệnh viện Cái Bè. Sau có chuyển xuống với gia viện. Rồi hợp lý. Dạ, gãy xương cẳng chân nè. Rồi thôi được rồi chứ. Rồi cất như giấy. Dạ. Tờ nè, nãy giờ chú bị kháng thuốc nữa, bác sĩ lúc đó cho chú là mỗi thuốc bị kháng thuốc là không được dùng đó, rồi mấy lô thuốc nhạy cảm được dùng, mà thuốc nhạy cảm thì phải mua. Dạ. mua ở ngoài đắt tiền lắm rồi. Dạ. Thuốc bị kháng mấy, rồi. Bị kháng thuốc mới là bác kháng sinh bảo hiểm á. Dạ. chú đã dùng qua rồi, nó lờn thuốc buộc rồi. Chú phải mua ở ngoài. Vậy là rồi, khi mà vợ chú chết thì lúc đó là chú đang ở đâu? Vợ chú chết thì chú đi chăm sóc cho vợ chú, từ đó giờ chú chăm sóc cho vợ chú. À. Rồi chú buồn quá chú mới đi qua đây. Vậy là chú mới bị gãy chân khoảng 4 tháng nay thôi. Vậy 5 là tháng rồi, bây giờ 5 tháng. Ừ. Vậy là vợ chú chết thì khoảng 1 năm trước. Dạ. 1 năm mấy rồi. Là khi mà vợ chú chết rồi chú mới bắt đầu chú bị tai nạn. Đúng rồi. Là bây giờ cái chân nó như thế này. Ừ. Rồi. Thì bây giờ chú có thể là đi từ đây là chiếc xe đó để con xem thử. Chú đi không hả? À đúng rồi. Chú đi cũng được. Chú đi được không? Có tó chú đi mới được. Rồi cái tó chú đâu vậy? Chú không có đem theo. À có nghĩa là chế tó cái này là chú... Vừa chú co được chút xíu à, không có co được nhiều. Chú mới ngồi xe lăn không vậy. À. Về nhà trọ là chú ngoài lớp, giờ phải ở mướn nhà trọ mà gần Bến Thành sao á. À. Rồi về phòng trọ là chú đậu xe cửa này, chú mới lớp vô. Đó. Mà tại sao mà chú lại quyết định là ghé thành phố Vĩnh Long này để tại, ở nhà trọ? Tại vì chú cũng biết là lúc trước là chú có chụm đầu gốm ở mà ở Mang Thích mà Thanh Đức nè. À Thanh Đức đồng hồ mà chụm lò gốm cho mà ba Khiêm, ba Nghĩa với Sát Bà Tàu rồi dài về năm bảy rồi đó hay. Dạ. Kia rồi chú chụm lò gốm cũng lâu rồi. Chụm lò gốm. Chụm lò gốm cái nghề đó thì nó chụm là như thế nào? Trước kia chụm lò gạch, sao chụm lò gốm? Cái nghề đó là như thế nào con không hiểu lắm.
thì lấy ta, cháu hả? À, chỉnh cháu người ta vô vô đậy lò, cái bắt đầu chú xây bằng cửa, chú lúc diễn vô chú xây bằng cửa à. À, chú đổ đấu vô chú ôm ôm mấy ngày, bắt đầu chú chụm qua lửa lớn đó, lửa à. Lớn bắt đầu đặt hồ luôn. Lúc đó chú làm thì được bao nhiêu một tháng? Lúc đó thì làm chú lâu quá chú quên, hình như được 50.000 ngày mà lâu lắm rồi à. Vậy là so ra chú cũng nhiều nghề quá chứ hả? Biết nhiều nghề lắm. Dạ, sao hay là chú nhiều nghề, hình như là con thấy chú có làm bảo vệ nữa. Đúng rồi, có chú làm bảo vệ cũng là lâu chưa? 3 năm trời à. À, là bảo vệ hình như con thấy chú làm bảo vệ Bách Hóa Xanh hay gì vậy? Công ty rồi Bách Hóa Xanh. À. Công ty sắt rồi Bách Hóa Xanh. Dạ. Rồi xui gỗi khoảng 5 tháng nay là bị tai nạn. À. Là gãy chân và như thế này. Có đội trưởng cũng kêu chú giờ đưa lên trển đi làm bảo vệ đi, tháng 8 đều gửi chú mới đi. Chú hết tiền rồi, tại vì bệnh thì chú bị sạn thận nè, 50 ly hai bên nè. Dạ. Rồi máu mỡ nè, rồi bị khớp nữa nè, huyết chân này bị khớp nè. Dạ. Rồi chú phải uống thuốc mà uống ba cái kháng sinh giết cái mặt chú sưng luôn á. Rồi giờ dạ. Cái chân này rồi sao làm bảo vệ được nữa? Bởi vậy chân này rồi bây giờ đi còn không được mà. Rồi không có làm bảo vệ được rồi, nữa. Rồi giờ chỉ còn bán vé số thôi. Giờ, có nghĩa là giờ chú là chỉ bán vé số thôi, à. Đâu có làm bảo vệ được nữa, dắt xe gì nổi. Dạ. Có nghĩa là khi mà ngày trước thì chú làm lò gốm ở tại Thanh Đức Long Hồ. Ờ đúng rồi, lúc đó chú chưa gặp vợ nha. À là lâu. Sau cái lò gốm mấy mà ế. Ế rồi sau mới nghỉ. Chú mới nghỉ. Lúc dạ. Đó chú làm cho hồi Ba Khiêm nè. Dạ. À bé Sát là Tàu là Ba Nghĩa Hùng lại mướn thợ Bình Dương á về dạ. Dạy in dạy chim lò đó là chú đầu tiên là về lò của Sáu Một Cu á. À. À. Dạ. Rồi làm ở lò gốm ở Thanh Đức này cũng lâu lắm rồi. Rồi chú về đây là tại sao chú quyết định chú mướn nhà trọ đó mà chú không mướn trong thành phố này cho nó gần? Không, tại vì chỗ ngay Bến Thành sao là bán số đắt lắm. À. Với lại chú có quen nữa. À. Có quen ở đó, cái đó là vòng vòng đó là tại xưa chú cũng lò gốm đó đó. À. Chú có quen ở đó thành dạ. Ra chú biết cái địa bàn ở đó, biết dạ. Cái nhà trọ đó nó rẻ tiền. Dạ. Thay vì mướn nhà trọ đó rẻ tiền rồi cái mình đi lên đây bán hay hoặc bán dưới thì cũng rất đắt nữa. À con hiểu rồi. Như dài như lò gốm đồ gạch rồi bán đó, à. Rồi bán chợ rồi bán Bến Phà. Dạ. Như chú bán ở đây rồi bắt đầu gần chiều á, dù còn số rồi chú chạy về Bến Phà chú bán. À đúng rồi, chú tính cũng hợp lý. À. Bây giờ là một ngày chú bán được bao nhiêu tờ? Chú bán thì có khi thì được mới đầu thì trăm mấy, giờ chú bán cũng được 200. Thôi chị chúc mừng chú. Dạ. À. 200 thì là cũng có 200.000 thôi. À. Chú mướn nhà trọ hết bao nhiêu tiền? Chú mướn nhà trọ ở đó có 1 tháng có 300.000. 300 ngàn. Ủa sao rẻ dữ vậy chú? Ồ rẻ bởi vì chú để siêu tầm mà không hay sẽ được. Nhà à. Trọ rộng mà sạch sẽ luôn á. Bởi 200 vậy ngàn. Thành ra mình quyết định ngàn. Mướn ở đó để cách ở đây nó xa một chút. Ở đây nhà trọ ở đây cưng thấy mướn bèo nhất là 700.000. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Đây nó trong trung tâm thành phố. Còn cái chỗ chú ở là cách đây chắc khoảng là 5-7 cây số á. Mà không quen nữa lạ nữa. Dạ, thành ra cũng khó bán. Mình không biết. Dạ. Mình chỉ ở dưới mình quen là mình cái góc ở dưới. Dạ. Cái góc là dạng phần ăn hồi đó giờ dưới á quen á. Dạ. Rồi mình dễ lấy số với bè bạn rồi á, à. Giúp đỡ ở xóm giềng nữa. Ủa là chú sinh năm mấy ha? Chú sinh năm 1968. 68 là chú 56 tuổi rồi. 56 tuổi. À 56 tuổi. Dạ. Rồi cái mâm vé số này là người ta làm cho chú hay là như thế nào? Mà sao có cái mâm này nó cũng đẹp đẹp nè, dễ thương. Chú mà đúng không? Mà hỏi mà chú làm bằng cái bằng mũ cái sau cái chú kêu lại cái mà tiệm ta làm nhôm cửa sắt rồi đó. Dạ. Chú mua cái miếng nhôm giống vậy nè. Dạ. Cái người ta nói không có miếng nhôm giờ có miếng này nè. Dạ. Làm được không? Cái này nhìn giống cây cung lắm nè. Ờ bây giờ mà tụi con làm con tặng cho chú. À, chú, vậy là người ta tặng chú hả? Làm dạ. Xong rồi cái chú trả tiền hay không, cái này con làm tặng chú. Dạ. Cái này trong cửa nhôm cửa sắt làm á. Dạ rồi. Hiện giờ nó cứng rồi nè. Dạ. Nói chung là thấy là cái này cũng hay, cái ý tưởng chú cũng hay. Nhưng mà tại sao chú không làm cái bàn mà lại chú quyết định làm cái nhỏ nhỏ như thế này? Cái này nó gọn. Nó giống cái chân của chú. Cái bàn không lại nguyên cái gì á. À. Làm này nó gọn. Thành ra làm cái này nó gọn. Với chú ví dụ mà chú bán nha, mấy xe tải cao quá, chú ngồi để chú đưa lên cũng tới nữa. Hay. À. Chú hay, chú là đúng là bán vé số mà phải có tính toán vậy luôn đó chứ. Dạ, bán phà đình cao mà người ta đợi phà đó ha. Ờ đúng rồi, lúc đó kẹt phà nhiều lắm. Rồi chú đưa lên như thế nào? Chú đưa con xe. Chú đưa nè, chú đưa thẳng như vậy nè. Đúng rồi. Mình không di chuyển được mà. Mình không có đưa cao được rồi. Dạ. Mình phải đưa tới chỗ luôn cho tài xế thấy, tài xế mới mua. Đúng rồi, chính xác hay. Chú là có tính toán lắm luôn á. Rồi cơ duyên nào mà chú biết con ở tại Vĩnh Long này là hay hỗ trợ người khó khăn? Thì chú cũng đi bán số cái gặp mấy cái chị em bán số đó, chỉ là đây có chú mình đó là ảnh
cho phần quà này kia rồi á. Cái con nói mình cũng thường giúp đỡ mấy người nghèo khổ đó, thì có gì liên hệ có thể giúp đỡ cho ông đó. Dạ. Bây giờ cái nguyện vọng của chú là mong muốn nhà hảo tâm hỗ trợ cho mình cái gì? Thì nguyện vọng của chú thì mong muốn nhà hảo tâm giúp đỡ cho chú cái phần gì cho được nhiều tỷ ấy, thì phương tiện di chuyển thì cho xe điện đó, cái bình điện đó lên xuống cái cầu của chú mượn mà đẩy không à. Cái cầu thành sao với cái cầu Hiền Đức, cái cầu Hiền Đức nó cao lắm đâu có lên nổi. Cầu cái cá này cũng phải mượn mà đẩy hả chú, lên không nổi, chú lắc dạ, lắc thì lên không nổi. Dạ đúng rồi, chú thật mượn sự đẩy không à. Cái dốc cầu nó khó lên dữ lắm luôn. Ở Vĩnh Long này có nhiều cái dốc cầu nó cao cao như cầu Lộ, cầu cái cá, cầu chú Hiền Đức. Mượn nhiều khi mấy cô gái chú ơi con đẩy không nổi, mới mượn mấy em trai đẩy. Ủa vậy hả? Mượn mày có lựa chọn. Chứ mượn có bị rồi mượn sao chú ơi, con lại không nổi chú ơi, chú dạ. Mượn người khác đi. Dạ. Vậy là kể từ lúc mà chú bị thương là chú về đây là chú bán bao nhiêu lâu rồi? Hôm chú lên mà xuất viện xong rồi chú về đây. Dạ. Vì vậy chú muốn nhà trọ mà không có người chăm sóc. Dạ. Có nhà bạn bán số chung á. Dạ. Lúc trước bán chung quen á, kêu thôi giờ anh xuất viện rồi về đây đi kiếm nhà trọ mướn đi, em tới luôn chăm sóc cho anh. Dạ. Nhưng mà về kiếm nhà trọ chưa có không có gặp nhà trọ. Ừ. Rồi cái lúc đó thì về cái chân sưng nặng lắm. Dạ. Đi tiêu tiểu thì tại chỗ luôn. Dạ. Rồi cái cuối cùng chú mới suy nghĩ thôi mới về dưới nhà dưới. Dạ. Nhà dưới thì bà ngoại chết thì còn ở nhà quan với á. Dạ. Nhà rồi cái ở đó, trong cái nhà đó rồi thì cái đứa em gái đó nó tới luôn, nó có chồng ở gần đó. Dạ. Rồi nó chồng mà xả cách khoảng 3 số nó tới luôn nó chăm sóc. Tại lúc đó thì tiêu tiểu cái đáng nằm tại chỗ luôn á. Dạ. Là lúc đó mới về ha. Mới về Vĩnh Long đây. Không có đi tới lui được. Dạ. Lúc đó mới xuất viện về á. À dạ. Lúc đó xuất viện ở bệnh viện trung tâm chỉnh hình ở. Là lúc đó đó là chú về Vũng Liêm hả? Chú về đây trước, về Thanh Đức trước mà muốn nhà trọ không có. Cái rồi. Chú bao xe mà taxi về dưới. À. Về dưới tính nằm dưới bệnh viện mà không có, thôi về dưới ấy luôn. Dưới nhà luôn, dưới luôn. Rồi về dưới cái nhà của em gái đó. Rồi về dưới thì cái nó chăm sóc cứ bớt mà lúc đó chú hết tiền xài là tiền cộng đồng cho chú đó. Rồi chú suy nghĩ trời chứ này mình có chiếc xe đó, mà đi bán số là được, chú mới suy nghĩ vậy đó. Dạ. Rồi chú đi bán số được. Dạ. Chứ giờ ở tại chỗ thì tiền đâu mà uống thuốc. Dạ đúng. Rồi chú uống thuốc bảo hiểm thì bác sĩ mà mổ cho chú ở mà trung tâm chỉnh hình ở Sài Gòn á. Dạ. Chỉ mà thông á, mổ không nói không được, chú phải uống thuốc của mà con cho to chú, chứ không chú không có uống thuốc mà của bảo hiểm được. Tại vì cái xét nghiệm đồ á, là máu chú là bị kháng thuốc. Dạ. Do dùng kháng sinh quá nhiều rồi, bây giờ bị kháng thuốc thì thành ra chú phải uống thuốc mắc tiền. Mắc tiền thì tiền đâu có uống. Ừ, bởi vì tiền đâu có. Dạ. Nhưng bán số mà đâu có tiền đâu uống. Rồi thành ra về đây. Nha, đó cho to nãy chứ. Dạ. Chú cho con coi đó là phải lên tới là tự dưới, phải lên tới trên Vĩnh Long này mua chỗ tiệm Long Châu với tiệm. Dạ. Thể Hoàng là mới có đó. Dạ đúng rồi. Thuốc nó mắc tiền lắm. Dạ. Rồi giờ bán như thế này thì chú có dùng tiền nó mua thuốc không, hay là chú chỉ để tiền trả tiền nhà trọ với ăn uống thôi? Tiền nhà trọ thì ít nhưng mà tiền mua thuốc thì nhiều. Dạ. Chú bây giờ hiện tại nè, chú vẫn phải đang uống thuốc hả? Vẫn đang uống thuốc nè, chú đi phải đem thuốc theo nè. Dạ. Chứ không phải mà uống một bệnh không đâu, đã chú có bệnh nền lâu rồi nè. Dạ. Máu mỡ này, dĩ thuốc máu mỡ nè. À. À. Cái này cao huyết áp mà giờ chú cũng đã đỡ rồi. Sao uống hoài vậy? Hư hết thận sao? Thuốc, mà giờ chú còn đau đớn gì cái chân này không? Nè cái này thuốc sạn thận nè. Sạn thận. Khỏi chú rồi đi bán số thôi, đi mua là khỏi nó đi khám lãnh thuốc gì mất. Dạ. Không. Còn bây giờ là chiếc bây giờ là chú còn đau cái chân này không? Cái chân chú thì bớt đau rồi. Bớt đau. À. Nhưng mà vẫn không đi được. Không đi được đâu. Phải đỡ nạn. Tại vì cái chân nó dạng như giờ nó sắp liền. Nhưng mà sắp liền cái xương rồi, tại lớn tuổi á. Dạ. Rồi mình như nếu trẻ thì nghe nói đâu là 6 tháng đi được, còn chú lớn tuổi thành ra chắc nghe tới 5 tháng mà vẫn đâu chưa đâu đi được. Đâu cả một năm á. Dạ. Đi, tại nếu mà chú đi bây giờ sớm á, có thể nó lọ ngang cái rồi nhà ta trợ cho một lần, ai cho hoài. Giống rồi, hợp lý. Cho một lần cứu mạng thôi, chứ giờ chú về là chú phải từ từ hả đi. Dạ. Gấp gì giờ, thay vì chú ngồi xe lăn gì á,
thì chú cũng vẫn bán số, cũng kiếm ra tiền để uống thuốc. Dạ. Rồi bây giờ... Rồi khi mà chú về đây thì mới đầu là chú thuê nhà trước hay là có chiếc xe lăn trước? Chú thuê nhà trước, đó chú có chiếc xe kia, chiếc xe lăn tay luôn. Cũng xe lăn luôn. Ờ, lăn tay đó, lúc đó chú xuất viện thì cộng đồng mạng cho tiền chú mua cái xe lăn. Rồi. Xe lăn ở chỗ chú mua có 600 ngàn nè, xe lăn cũ người ta. Dạ. Rồi cái xe đó đi bán số thấy chậm quá. Dạ. Chiếc xe lăn giống như trong bệnh viện người ta hay đẩy đó, đúng không? Đúng rồi, xe lăn đó. Rồi. Cái lăn người ta đẩy có người đẩy á. Rồi chú bán xe đó thì cái lấy đồ kê lên đây vậy nè. Kê cái chân lên. Dạ. Kê chân lên. Rồi rồi sao nữa chú? Thì rồi mới sao, đi gặp nhà hảo tâm hay sao? Cái chú mới suy nghĩ là giờ phải mình đi mua được cái xe vậy nè, xe, xe lắc vậy nè. Dạ. Cái chú mới đi mua. Chú đi, mua. Đi lên Vĩnh Long đi kiếm chỗ mua, khi xong đồ ôm chở chú đi kiếm chỗ mua, cái gặp cái cô đó cô nói: "Thôi chú lại đây nè, con chỉ chú đằng chùa này có tặng cho chiếc xe lắc nè, chú khỏi mua cho chú lại đó người ta cho chú hả?" Dạ. Mà thiệt chú hên, chú lại đó chú đi mua mà lại cái chùa nó rồi được. Chú lại chùa nào vậy? Cái chùa chú quên này, qua cầu Thượng Đức bên đây nè. Qua cầu Thượng Đức. Chú quên này, ông Hùng nhớ, chú quên không nhớ. Long Phước hả? Qua cầu Thượng Đức bên đây nè. Dạ, không phải bên kia gọi là bên đây. Không phải. Lúc ở nhà chú lên á là chú qua cầu Thượng Đức, chú qua đây là chú quẹo bên trái. Dạ. Không biết chùa nào không biết. Không, cầu Lầu ơi, cầu lầu. Không phải cầu Lầu, qua cầu đó không biết cầu Lầu hay là cầu kia không biết cầu nào. Cầu Lầu. Chú lại chùa Giác Thiên. Tại vì chú đi từ cái hướng dưới Phành Khao đi lên là qua cầu Thiên Đức. Chùa nào mà cặp mấy bên là có mấy cái nghĩa trang người ta chôn ngóc hết trơn, mà mã nhỏ ngóc hết trơn. À. Vậy là vô trong đó là chú gặp sư trụ trì. Chú mới trình bày hoàn cảnh. Là cái này cũng của từ thiện của người nào đó tặng cho chùa kia, hiến cho chùa. Dạ. Để chùa cho những người bị cái hoàn cảnh không may như chú. Dạ, vậy đó. Dạ. Bị tai nạn rồi ha. Dạ. Với người khuyết tật. Dạ. Hồi chú lên gặp thì cho tới giờ cũng lấy số điện thoại chú thỉnh thoảng rồi để cho khi mà có cho quà hay gì đó. Dạ. Rồi điện chú lên thì cho quà chú. Dạ. Rồi khi mà chú thấy mấy cái trên cái đường chú đi bán thì chú mới thấy là những cái chị mà có con bại não là có chiếc xe điện đi bán giống như chú, đúng không? Rồi sau đó là chú mới hỏi hay sao? Chú hỏi cũng nhiều người, nhưng kia là người ta chỉ á. Là người ta mới chỉ là chú lại gặp con. Để chỉ, đúng rồi. À. Chỉ gặp con thì cho quà này kia rồi, chứ cũng chưa nghĩ tới ví dụ mà xe điện nữa. Chưa nghĩ tới xe điện. Cái mấy người kia nó mấy người mà đi xe mà điện á. Ông quen với Minh đi, từ từ Minh giúp đỡ, mà nhờ người giúp đỡ cho ông có chiếc chiếc xe điện, chứ mà ông khỏi cần mượn, người ta đẩy lên cực nhọc lắm. Dạ. Đẩy là không nổi, ông lắc lên cầu sao nổi. Dạ. Mượn đẩy hoài mà ai đâu mà chờ rồi mất thời gian nữa chú nữa. Dạ. Ai đâu mà đẩy hoài cho chú. Dạ. Rồi thì mỗi lần qua cầu phải mượn mà người ta đẩy, mà người ta thấy chú người ta cũng thương. Dạ đúng rồi. Mượn ai ta cũng đẩy chân á, có nhiều khi có nhiều cô không nó đẩy không nổi, chứ có nhiều cô cũng đẩy nữa. Đúng rồi. Đậu xe đa lại cũng đẩy, nãy lên cái cô kia đậu xe đa lại cũng đẩy lên đi chú. Nãy còn điện chú là chú đang ở cầu Thiên Đức phải không? Không, chú qua cầu Đức rồi. Dạ. Thì chú nói chung là chú hoàn cảnh cũng khổ lắm. Dạ. Vì đó vợ chết rồi, bây giờ không có ai mà cô thân có một mã có mình đó ở nhà trọ gì đó. Rồi bây giờ chú nhờ là nhà hảo tâm, trước nhất là nhờ Minh, cảm ơn Minh rất nhiều, chứ nhờ nhà hảo tâm cứu giúp cho chú, mà chú rất biết ơn nhà hảo tâm. Chứ chú giờ cũng khổ dữ lắm, vì bán số rồi ngày nào uống thuốc hết, uống thuốc ngày nấy chứ đâu có dư. Mà có cái này nó hơi tế nhị mà con cũng phải hỏi được, tại con thắc mắc. Chú đẹp trai như vậy, nghĩ ngày xưa đáng lẽ chú phải có vợ sớm mới đúng chứ, mà sao chú mới quyết định là tới 30 mấy tuổi mới quen? Nói nghe thì cũng có chuyện cũng dài dòng. Dạ. Bây giờ chú nói nghe thì cũng hơi bí mật. Cũng có cũng hơi khó dễ dễ bài. Cũng có mối tình đầu rồi, cái gian dở đau khổ quá rồi xong rồi chú mới mới thôi đó ha. Vậy là chú cũng không có con luôn. Mới ở rồi xong mới đi chơi đi làm lò gốm đó. Rồi thôi con hiểu rồi. Chú được. bệnh nhiều lắm rồi, bây giờ chú mới đỡ lại đó. Rồi chú uống thuốc cái sạn thận này á Minh. Dạ. Rồi mà chú đáng lẽ ra là chú phải đi tái khám để mà coi cái sạn chú làm sao, với cái chân chú chụp hình sao mà chú không dám đi nữa, chứ không chú đi chú nghỉ một bữa rồi tiền đâu uống thuốc thì bởi vậy. Với lại nghỉ một bữa rồi xin thầu này kia rồi
mà chú thấy cái chân chú nó cũng ổn rồi, để về khi uống thuốc đi chứ đâu có rụt rạc gì. Đúng rồi, bây giờ nó lành chứ. Thì nó sẽ không lành, nhưng mà có điều nó không đau là coi như là mình cũng được rồi. Dạ, nhưng mà hôm nay á là chú biết tại sao con mời chú lại đây không? Chú không biết, chú tưởng đâu con mời đây cho quà chú, rồi chú cũng mừng. Rồi, chú... hôm nay chia sẻ với chú luôn, hôm nay con quay như thế này để cho nhà hảo tâm biết về cái hoàn cảnh của chú. Cũng là một trong những cái người mà mới xuất hiện ở tại thành phố Vĩnh Long mà mưu sinh bằng nghề bán vé số. Mặc dù là mình không may mắn là mình bị cái tình trạng là tai nạn trên cái cuộc sống của mình đó, nhưng mà chú vẫn cố gắng bằng cái nghị lực là mình vẫn đi bán để kiếm từng ngàn để mưu sinh cái cuộc sống của mình đó. Thành ra là con cũng rất là quý về những cái tấm lòng của coi như là những cái sức lao động của những người mà không may mắn như chú. Thành ra hôm nay con quyết định con mời chú lại đây để con quay vào video để cho nhà hảo tâm nào mà có đồng cảm được với cái hoàn cảnh của mình thì có thể là liên hệ với chú để gửi quà cho chú, hoặc là có nhà hảo tâm nào mà có muốn hỗ trợ cho chú một cái công cụ di chuyển mà chú không cần phải nhờ người này người kia mà chờ đợi để đẩy lên mấy dốc cầu nữa. Dạ, thì có thể là gửi đến cho chú. Thì chú có thể là cho con số điện thoại của chú được không chú Thông? Được, dạ. chú cho số điện thoại con được chứ. Dạ, rồi thì chú Thông cho con số điện thoại đi ạ. Số điện thoại của chú là 039 dạ 766 dạ 8773. Ồ, quá là hay, đọc rất là rõ ràng luôn. Thì đối với cái hoàn cảnh của chú này á, là không có vợ, không có con luôn. Và thành ra là sau này chú lớn tuổi là nó là một cái vấn đề rất là lớn của chú đó. Tại vì do là cũng sẽ không có người chăm sóc cho chú. Là nếu mà thật sự là nhà hảo tâm mà có hỗ trợ cho chú cái phương tiện di chuyển á, để chú mưu sinh được nhiều hơn á, bán được nhiều hơn á, đỡ vất vả hơn về cái vấn đề đi lại á, thì con nghĩ là cũng rất là đáng quý. Dạ, rồi thì chú cũng rất cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ cho chú, giúp đỡ chú rồi chú cũng rất cảm ơn. Dạ, thì con hy vọng là chú phải vợ chú không chết thì gia chồng bán số thì chú đâu có khổ gì đâu. Dạ, thì bởi vậy thành ra bây giờ nếu mà có nhà hảo tâm nào mà có gửi đến chú hoặc điện với chú thì chú nghe điện thoại ha. Còn nếu mà nhà hảo tâm nào có gửi xe cho chú, gửi tặng cho chú cái phương tiện di chuyển thì con sẽ liên hệ với chú sau. Nha, chú Thông ha. Chú cảm ơn, trước nhất cảm ơn mình với nhà hảo tâm. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, thì cũng cảm ơn chú. Khổ lắm. Dạ. Nhắc tới thì chú ấy cũng nghĩ tới những cái vấn đề mà sâu xa sau này á, mà không có người nhớ, chăm sóc. Nhớ hoàn cảnh lúc nhớ hồi quá khứ vợ đi bán số không hiểu, giờ có vợ chết rồi. Dạ. Chú nhớ lắm, nhớ khóc nhớ. Bởi chưa hết nước mắt á. Là nhớ vợ đúng không chú? Dạ. Giờ chú phải vậy đó. Dạ. Chứ chú ở nhà mà không đi bán số gì chú lập đầu vô mà áo chết luôn. Trời thôi, nhớ thương vợ đó phải không? Dạ. Hai chồng cũng nghĩ anh ơi nhớ cái giờ anh về chưa, còn về chưa anh lỡ chờ. Rồi cái ngày nào không đi làm giấc chợ với anh ơi anh lãnh với số hai chồng đi bán thì mời đi bán với anh. Rồi đó lãnh số cái lãnh em mời hai chồng đi bán, người xe đạp đi bán. Dạ. Vậy đó không nghĩ sao sớm sớm chiều chiều có nhau mà chú cũng bệnh, làm nhiều uống thuốc rồi con cũng uống thuốc vậy đó làm không có dư. Nghề bán số mà đâu có dư đâu. Vậy giác gạo cũng bấp bênh khi có khi không. Dạ. Còn cái lúc mà chăn chối mà vợ chú trước khi mất thì vợ chú có nhắn gửi gì với chú không? Ông ơi chừng nào chết á, nửa tôi chết tôi chỉ bắt số cho ông chú đặc biệt. Bắt dạ. Gì bắt. Bây giờ mỗi ngày chết chứ. Mà còn chối ra trước cửa nó bắt số cho ông chú đặc biệt cho ông đỡ khổ. Rồi dạ. Lúc đó bà chết ha. Gần chết nó ốm, thường thường má mà ốm cái giò hả bằng tay chú rồi dạ. Nhăn nó trơn luôn á. Dạ. Mà chú chăm sóc cho bà mà vậy chú cũng vui nữa. Dạ. Chú gì phải sống nữa mà chú chăm sóc suốt cuộc đời chú cũng vui, đi làm về chú chăm sóc cho bà chú cũng vui. Dạ. Không rồi bà không sống mà với chú. Dạ. Chết bỏ chú á. Thì mỗi người khi mà sinh ra thì nó đều có một cái số phận cũng như là một cái nhiệm vụ. Tới cái thời điểm đó thì nhiều khi là mình không có còn mà tại thế nữa. Dạ thì mình đi thôi. Thì chú cũng cố gắng ha. Dạ để bệnh, nhiều khi chú bệnh này, dạ. Rồi nằm viện thì bà cũng lo cho chú. Chú cũng lo cho bà, vợ chồng lo qua lo lại. Giờ không có vợ là biết ai lo cho chú. Dạ. Không có vợ chú vậy đó. Thì cũng không biết sao nữa. Dạ. Mà tới giờ không biết chú có còn sức khỏe để mà đi bán gì không. Dạ đó. Bây giờ đứa em gái nói ông có gắng sao có tiền chứ. Nữa già tôi chăm sóc cho ông tôi cũng khổ, nó tiền đâu có đứa em gái ruột à. Dạ. Nó cũng có chồng cũng nghèo khổ. Thì bây giờ tôi cũng làm gì có tiền chăm sóc cho ông. Ông hơi dành dụm, mày biết.
cao dùm dùm. Dạ. Đó thì đó cũng là một trong những con nghĩ là đối với cái độ tuổi này của mình á, bây giờ nó cũng đã yếu từ từ rồi. Thành ra là cũng hy vọng là với cái phần quà của nhà hảo tâm sắp tới mà nếu có nha, chú có phước phần và chú có duyên thì con hy vọng là cái phần quà nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cho chú, để cho chú tiếp tục cái công việc mưu sinh của mình, và mình để dành á, để khi này sau này mà mình lớn tuổi thì cũng sẽ có người chú thấy lo cho, chăm lo cho mình. Chú thấy bao nhiêu người tuổi như chú á, dạ, có nhà cửa đất đường, vợ con rồi đầy đủ, dạ, rồi đầy đủ, còn chú vậy đó, chú phải tha phường đi bán số, mình cứ tủ thân lắm. Dạ, cũng biết là nó như vậy, nhưng mà bây giờ thì cái cuộc sống của mình nó cũng vô cái hoàn cảnh như thế rồi. Ừ. Thì thôi thì con cũng hy vọng là chú cũng cố gắng chú chờ đợi ha. Ừ. Và để nhà hảo tâm nào mà có ủng hộ cho chú thì con sẽ liên hệ cho chú liền ha. Ừ. Dạ. Bởi vậy là chú bị khớp, bị sạn thận nữa. Bởi vậy. Bị máu mỡ nữa. Lúc trước chú bị cao huyết áp, giờ cũng đã đỡ, dù cao huyết áp thấy ổn rồi. Dạ. Đó thì như vậy thôi thì con cũng không làm phiền để chú đi bán nữa. Ừ. Rồi thì cũng chia sẻ với chú như vậy ha. Ừ. Để nhà hảo tâm nào mà có hỗ trợ cho chú thì con sẽ liên hệ với chú liền. Ừ. Để cho chú có thể là có cái phương tiện công cụ di chuyển của mình nha. Ừ, chú để chú đỡ vất vả hơn, chú không biết nói gì hơn. Dạ. Chú chỉ có đôi lời cảm ơn trước nhất là Minh, tại vì Minh gặp Minh thì mới có gặp nhà hảo tâm được. Dạ. Trước nhất là chú cảm ơn, rất cảm ơn Minh nhiều. Dạ. Với cảm ơn tất cả nhà hảo tâm giúp đỡ cho chú. Dạ. Chú rất biết ơn suốt cuộc đời chú, không bao giờ chú quên ơn. Dạ. À. Rồi con chúc chú sức khỏe. À. Dạ. Rồi mua qua bán đắt nha. Chú nghĩ Minh cũng như là trong gia đình mà như là người thân của chú đó. Dạ. Chú giúp chú thì chú rất mang ơn. Dạ. Minh nhiều. Con cũng cố gắng. À. Dạ. Rồi con thôi con không làm phiền chú nữa nha. À. Chú đi bán nha. À. Dạ rồi, có dạ có ai hỗ trợ thì con sẽ liên hệ với chú. À. Ha. Dạ. Bởi vậy nhớ vợ là xúc động luôn á. Chứng tỏ là vợ chú ngày trước là lo cho chú dữ lắm. Dạ. Giờ giống quán nó chờ vợ chồng về. Dạ, bởi vậy. Giờ chú đi làm sắp xếp chiều có ai đâu chờ chú. Dạ đúng rồi. Giờ làm đi đâu cũng hồi của mình. Bởi vậy. Chú Thông này ngày xưa có những cái tấm hình của chú trong số điện thoại Zalo, thấy chú ngày xưa đúng là đẹp trai phong độ lắm luôn cô chú anh chị ha. Đó, gặp hoàn cảnh thôi. Rồi, bữa nay con sẽ mua ủng hộ chú và tài giấy số nha. Còn cái vấn đề phía sau thì nếu nhà hảo tâm nào có gửi thì con sẽ liên hệ với chú ha. Hoặc là nhà hảo tâm gửi trực tiếp cho chú nha. Dạ. 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 Chú phải đem cái này vô để cho nó kịp cái xương chú. Dạ đúng rồi. Khi nó lạnh á cũng phải đeo được, nó đi ra được đi. Chừng nào mà con kêu chú là bỏ cái này chú phải bỏ. Dạ. Giờ bác sĩ chưa có cho chú bỏ này. Dạ đúng rồi. Thì giờ nó đang giữ lại cho chú á. Cô cố định xương lại đó. Cái này miếng nắp rồi con. Miếng gì nắp? Bốn cây nắp lận. Bốn cây nắp. Nó gàng vậy á, kéo được nó lúc dạ. Sợ nó mới liền cái bắt đầu lúc lắc cái nó vụt ra nữa. Dạ. Sao thấy bó chân hoài phải không? Hoài nhưng mà thì... mặc dù thấy lành thấy không không? Dạ. Nó... lành là lành ở ngoài thôi. Chảy máu á. Dạ. Nhưng mà cái xương nó lớn tuổi rồi, cái xương nó lâu lành lắm. Dạ đúng rồi. Đó. Đó. Dạ đúng rồi. Chứ vậy cho nó mới nhanh phục hồi được chứ. Mắt để chú bán số hay hoặc xin tiền gì đó mà dạ đúng rồi. Có nhiều người ta không hiểu ha. Dạ. Nhưng mà nhìn nó bị sưng, nhìn là biết liền luôn. Cái bàn chân, nguyên cái cẳng chân mà nó bị sưng rồi. Rồi giờ chú làm nặng, chú đi bán số, chú thà hoặc chú bán số cũng bằng như đây có thể nhiều hơn rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó... mình di chuyển được thì nó tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Dạ đúng rồi, dạ. Xe tội rồi tiếp cận được. Còn như nhiều mấy quán em vô, mấy quán nền cao chú đâu lên được. Nó dạ đúng rồi. Đưa thì ta đâu mua được. Dạ đúng rồi. Dạ, thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn gia đình của nhà hảo tâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho bà ngoại và bốn đứa nhỏ, cũng như là các cô chú anh chị đang xem video và quan tâm tới hai hoàn cảnh bị khuyết tật
mà hai chú ấy cũng rất là có ý chí để vươn lên trong cuộc sống. Lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video của Phương Nhật Minh. Phương Nhật Minh chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Rồi giữ gìn sức khỏe nha chú. Rồi, rồi có gì con nói nhà ở Tâm nào có hỗ trợ con sẽ liên hệ chú ngay. Rồi thôi con chào chú nha. Dạ 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 chào chú. Thì cũng cảm ơn chú Tây luôn và cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị xem video an lành và hạnh phúc. Dạ. Đồng cảm với nhà hảo tâm thì chắc chắn là đồng cảm với những hoàn cảnh thì không thể nào mà chúc vui vẻ được lúc. Dạ rồi thì mình cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha, hoàn cảnh của chú Thắng, cái người mà bị mất hai tay hai chân đó. Thì ngày hôm nay thì chú ấy được nhận được rất là nhiều sự quan tâm của những nhà hảo tâm. Rất là nhiều nhà hảo tâm từ Mỹ, Canada mong muốn hỗ trợ cho chú chiếc xe điện để chú ấy tiếp tục công việc của mình. Thì hôm nay chú ấy có duyên với một nhà hảo tâm đầu tiên, đó là anh Hứa Gia Đạt. Anh ấy ở Canada có gửi về cho mình là 1.000 đô để mình mua hỗ trợ cho anh ấy. Anh nói là anh Đạt rất là xúc động vì cái hoàn cảnh của chú Thắng. Anh Đạt điện qua cho mình mà anh Đạt nói là vừa khóc vừa nói là hoàn cảnh này chắc chắn phải để cho anh Đạt. Thì do anh Đạt là người điện thoại đầu tiên, thành ra là cái phần quà của anh Đạt sẽ gửi đến cho chú Thắng trong ngày hôm nay. Thì hiện giờ là mình cũng đang ở dưới bảo tàng này cô chú anh chị. Giờ này chắc khoảng 2:40 rồi. Thì chú Thắng cũng đang mời với số những người mà ở bên phà An Bình, không biết còn bao nhiêu tờ thì không rõ lắm. Thì cô chú anh chị có thể thấy là chú ấy di chuyển mà ngược ngược như thế này để đi mời bà con mua vé số đang đợi phà An Bình, đường Phan Bội Châu, phường 1. Nói đa số mà ai mà thấy hoàn cảnh chú này là cũng đều xót xa và ủng hộ cho chú ấy giải tờ đó. Thì ngày hôm nay mình cũng mua ở xe máy, xe điện ở Bega, Ô Môn, Cần Thơ. Thì bây giờ mình đang đợi là các bạn nhân viên bên đó để giao qua. Thì chú Thắng cũng, mình cũng có điện với chú Thắng để cho chú Thắng ra đây để nhận cái phần quà của anh Đạt. Thì hình như chú ấy cũng còn vài tờ, chú ấy cũng cố gắng bán cho hết trước khi mà nhận được cái phần quà của nhà hảo tâm. Cô chú anh chị có thể thấy đó, chú di chuyển cũng như là mời bà con mua vé số bằng cách đi ngược 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 không. Mình xem thử chú Thắng mà qua lộ như thế nào thôi. Còn coi như hết cái chuyến phà này thì những người khách là đi xuống rồi, thì chú ấy bắt đầu qua lộ trở lại, về ngược 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 như thế này không. Hết chưa chú Thắng? Rồi vô đây đi con mua luôn cho. Rồi chú lại chỗ này ngồi với con đi. Còn 4 vé ha. Rồi để con lấy hết chưa? Chú Thắng ơi uống gì chú Thắng ơi? Chú uống gì? Có nước rồi. Không, cái này con mời uống đi, còn nước nước đó tính sao? Alo. Chú anh chị thấy chú nghe điện thoại không? Alo. Khá là chuyên nghiệp. Alo. Anh lấy cái thùng băng lên em coi. Thùng cái tay tờ. Mình tiện túi không? Móc ra trước đi. Rồi. À. Vậy lấy cọng thun cuột lại. Rồi thì bây giờ nói chung là chú Thắng cũng đã bán hết rồi. Rồi con mời chú Thắng ra đây ạ. À. Rồi con chào chú Thắng. Dạ.
Rồi bữa nay là chú có xuống Vĩnh Long bán không hay là cho con điện thoại chú mới xuống đây? Ngày nào cũng xuống nữa. À ngày nào cũng xuống hết. Dạ. Dạ. Kể từ bữa hôm bữa con quay hoàn cảnh của chú mà đến ngày hôm nay thì kể từ lúc đó thì chú có cảm giác như thế nào sau khi mà được con quay lên trên nửa mừng mà nửa lo có. Dạ. Dạ. Rất là mừng thiệt, cái chú là giúp được là cảm ơn lắm, tại vì đi cái giò nó đau quá đau trời. Dạ. Nó đau quá đau trời, trời nhiều nó đau dữ lắm. Dạ. Có gì ngủ nhất chịu không nổi. Dạ đúng rồi, cái kiểu mà đi mà dê 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 như thế này nó đau sưng, là nó đau chú ơi, sưng cái đầu rồi xương nè. Dạ. Với cái chỗ này nè đau, bây giờ nó lỡ đừng. Ồ vậy hả. Dạ. Còn bình thường là chú về nhà là chú mới gỡ cái này ra. Gỡ ra. À dạ. Mà gỡ cái này ra thì nó tốn nhiều thời gian không chú? Có rút đấm rút ra hả? Mà dễ không? Dễ cái mẹt ra. Dễ ra cũng như dễ vô không? À dễ. Đâu chú có nè nè, nắm kéo ra, nắm kéo ra đi. Tự nhiên ở cái tự nhiên hả nó. À. Nó. À nó như thế này. À, à. Dạ à rồi. Rồi nó. Nếu mà khi mà mang vô thì như thế nào? Cũng dễ dễ vậy đó, đút vô rồi. Đó nè. Vậy nè. Đút vô rồi đó. À ồ ở dễ đó hả? Dạ. Rồi so ra cái người mà tặng chú cái đôi chân giả này cũng có tâm lắm luôn á chứ. Không rồi cũng bệnh. Hư rồi tại mình muốn mình đẩy giết nó nhúc nhích nó dò. 4-5 năm rồi mà về lâu lắm hả chú Thắng hả? Dạ, coi hôm bữa là khi mà chú được con quay lên video á. Dạ. Rồi về chú có chia sẻ với gia đình không? Có chia sẻ gia đình với bạn bè mừng lắm, nó không biết có không, mày tao nói có. Anh nó biết không, chưa biết chắc ăn không, nhưng mà anh nói đây nếu giúp đỡ được, nếu mà anh Thường Quân giúp được thì anh giúp giùm cảm ơn. Dạ. Đó thì phải nói là đúng là chú là một trong những cái người mà được sự quan tâm của các nhà hảo tâm ở Mỹ cũng như là Canada rất là nhiều. Dạ. Thì phải nói là nhiều nhà hảo tâm xem cái hoàn cảnh của chú là chịu không nổi đó. Dạ. Thì hôm nay là một nhà hảo tâm ở Canada. Dạ. Đó là anh Hứa Gia Đạt. Dạ. Dạ. Thì có gửi tặng cho chú. Dạ. Một chiếc xe. Dạ. Giống như nguyện vọng của chú. Dạ. Thì phải nói anh ấy rất là xúc động về hoàn cảnh của chú luôn. Anh ấy có chia sẻ với con là khi mà điện từ Canada về á, anh nói là anh vừa nó, anh không có nói nhưng mà anh vừa điện nói chuyện với con là anh vừa khóc. Dạ. Anh khóc là anh thương về cái hoàn cảnh của chú. Dạ. Là khi mà chú không còn lành lặn được như người ta. Dạ. Cho tai nạn bị điện giật đó thì mới mất tay mất chân, mà cái nghị lực của chú vẫn kiếm từng ngàn để lo cho bản thân cũng như là lo cho gia đình của mình. Yeah, yeah. Thì anh phải nói là anh nể phục về cái ý chí của chú lắm. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay. Yeah. Anh ấy gửi về cho con là $1,000 Canada. Yeah. Chú biết tiền Canada thì được bao nhiêu không? Không biết, cái đó giờ nó có biết. Yeah. Thiệt định, nó biết thiệt. Dạ. Yeah. Rồi chú biết tiền Mỹ là bao nhiêu không? Mỹ có ông chú cũng cho được lần có $100 là mới biết đó, đổi. Yeah. Được 2 triệu mấy gì đó. À. Rồi biết thôi chứ. Còn Canada không biết bao nhiêu. Hồi đó giờ đâu có biết đâu. Rồi thì sẵn đây con chia sẻ với chú luôn. Dạ. Thì 1,000 Canada của anh Hứa Gia Đạt gửi cho chú. Dạ. Là 1,727,000. Dạ. 1,000 Canada là 17,270,000. Dạ. Dạ. Nhưng mà ở đây thì bên giao tiện giao 6 tờ bị gãy, thành ra bị trừ hết 60,000 ở đây. Dạ. Thì chú còn là 17,210,000. Dạ. Đó là tấm lòng của anh Hứa Gia Đạt. Dạ. Thì đối với nguyện vọng của chú là mong muốn có một chiếc xe ba bánh điện. Dạ. Thì con cũng đã đặt mua chiếc xe điện. Dạ. Ở bên Cần Thơ. Dạ. Thì họ đang giao qua. Dạ. Dạ. Thì chiếc xe điện con mua là 15,900,000. Dạ. Thì bình quân là so ra là chú còn khoảng là một, chính xác là 1,310,000. Dạ. Dạ. Thì đó là chú nhận được chiếc xe điện. Dạ. Cũng như là số tiền dư còn lại chú có thể là nhờ cái anh thợ á. Dạ. Để hỗ trợ cho mình về lắp ráp theo cái nào mà nó tiện lợi cho chú. Dạ, trong công việc đi bán nhất. Dạ, chỉ cái chỉnh cái ga với. Dạ. Với cái thắng với giò thôi. Dạ, giò đó được rồi. Đó rồi, thì cái này chạy được rồi. Dạ. Dạ, lái được rồi. Dạ. Thì nó còn dư bao nhiêu chú cũng có thể là gắn cái mui á. Dạ, là cái mui che mát ra. Dạ đúng rồi. Dạ. Chú có thấy mấy chiếc xe kia mấy có chiếc... có thấy bà chị kia bà làm cái xe che mát ngon quá. Dạ đó. Dạ, đó. Dạ. Thì chú hỏi thử rồi chị đó, chị nhờ ai làm để mình làm theo. Dạ. Dạ. Thì con nghĩ những người mà chế xe được thì chắc cũng làm mui được đó. Dạ. Mấy người chế xe đó. Dạ. Dạ. Thì khi mà hôm nay mà chú nghe cái điện thoại của chú Tây điện cho chú. Dạ. Thì lúc đó thì chú cảm giác như thế nào? Rất mừng. Dạ. Nhưng mà không biết, chưa biết có cái xe không mà cứ mừng. À. nghe điện là mừng. Dạ. Là sáng giờ là chú bán ở đâu? Bán vòng chợ không, mà sáng xuống là bán vòng chợ. À. Vĩnh Long không à. Dạ. Rồi chú có nghe là
chú Tây hẹn chú mấy giờ ở đây không? 3 giờ. Dạ. 3 giờ rất mừng. Nhưng mà mới 2 mấy tới đây rồi. Dạ. Cũng chưa tới 3 giờ nữa. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi thì mà chú, nếu mà ngày trước con nhớ như thế này, nếu mà ngày trước chú bán ở Sài Gòn 10 mấy năm đúng không? Dạ. À, thì không lẽ 10 mấy năm ở Sài Gòn mà không ai hỗ trợ cho mình? Không có. Chỉ ngồi chiếc xe vậy ngồi bán, đang mình tại bán mình có mình ở một chỗ mà ngay đang siêu thị Koga á. Koga. Hàn Quốc á ha. Koga đang có Mũi Tàu á. À Mũi Tàu. Rồi bán chỗ đó không à? Dạ. Đi bán đã sáng ra bán tối ra bán cái gì không gì ta. 10 mấy năm mà không ai tặng không, chiếc xe. Không có tặng gì thiệt. Mà cũng không ai hỏi. Có tặng tiền thì có cho tỷ dụ 200 ngàn thì có. Đúng. Dạ. Chứ không có tặng xe. Dạ. Bởi vậy mà thành ra là về đây thì vậy thì mới có duyên đúng không chú ha? Dạ. Gì ở nữa. Ở thành phố Cao Lãnh cũng không có luôn nữa. Dạ. Bán ngồi xe này hoài xuống Vĩnh Long này nè, nhờ xuống Vĩnh Long này tháng mấy 2 tháng này. Dạ. Rồi mấy anh chị anh chỉ. Dạ. Cũng không biết có không nữa cái bà bữa đó cô có đến nói lại hỏi ảnh đi. Anh cho phiếu kìa hỏi thử có không. Rồi hồi đi ráng lại trời biết lại hỏi. Dạ. Cái duyên thiệt. Dạ. Thì đó là cái duyên đó. Không dám hỏi nó thiệt, hầu như dạ. Không dám hỏi nó, không có chỉ mình. Tại vì mình chưa có quen biết nhau đúng không? Dạ. Hỏi thì nó cũng kỳ. Kỳ lắm. Dạ. Tại sinh nó kỳ lắm. Dạ. Thì đó thì khi mà con gửi tặng cho chú cái phiếu nhận gạo á dạ. Là để làm chi? Để cho con xem cái cách di chuyển của chú. Dạ. Xem chú có muốn nhận cái tấm lòng của nhà hảo tâm về cái phần quà nhỏ nhỏ như vậy không? Dạ. Nếu mà chú chân quý chú nhận thì chắc chắn là con sẽ hỗ trợ cho chú. Dạ. Về một cái video để cho chú trình bày cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Đến với những nhà hảo tâm để nhà hảo tâm hiểu thêm về cái hoàn cảnh thì dạ. Mới có sự hỗ trợ. Dạ đúng rồi. Đó dạ. Thì đó là lý do vì sao cái hoàn cảnh của chú thì con chia sẻ luôn. Kể từ cái clip đó là khoảng 5 nhà hảo tâm dạ. Liên hệ với con gửi tặng xe cho chú dạ. Mà chú biết một chiếc xe điện như thế này là cái giá trị nó rất là cao dạ. Nhiều khi cả đời của mình là không trời sống ơi, được không đó. Được không đủ đâu dạ ăn bằng nhiêu ăn hết nhiêu có đâu mà đủ dạ đó bởi vậy bởi thành ra là khi mà 5 nhà hảo tâm liên hệ thì miễn nhà hảo tâm nào liên hệ đầu tiên là con sẽ ưu tiên cho nhà hảo tâm đó dạ. Tại vì nó rất công bằng giống như ai tới trước là sắp hẹn trước dạ, dạ, dạ. Dạ thì chú phải nói là rất là may mắn luôn dạ. Tại vì không phải là hoàn cảnh nào cũng nhận được đâu chú dạ. Dạ có nhiều người cũng con cũng quay nhưng mà tỷ lệ thí dụ 10 người thì 8 người được nhận dạ. Đó thì cũng có nhiều người không có đủ duyên cũng như là không có đủ cái phần phước dạ. Thì chú cũng là tạo được khá là nhiều phần phước đối với 5 nhà hảo tâm liên hệ với con dạ. Đó, nhưng riêng anh Đạt này là anh điện qua con là anh khóc. Yeah. Anh vừa khóc nức nở mà anh nói chuyện không được luôn. Anh nói cái hoàn cảnh của chú này là phải để cho anh yeah. Đó, phải để cho anh hỗ trợ. Tại vì là anh chịu không nổi yeah. Đó, thì hôm nay là chú có duyên với anh Đạt yeah. Thì con chia sẻ với chú là vậy luôn. Anh Đạt ở Canada yeah. Rồi bây giờ thì con với chú thì cũng nói chuyện chơi chơi để mình đợi chiếc xe điện nó qua dạ yeah. Tại vì con đặt mua thì hồi lúc thì con mới nhận tiền hồi trưa nay thôi thành yeah. Ra là con cũng điện người ta ráp thì người ta nói khoảng 3 giờ mới tới đây yeah. Đó thì khi mà xe điện qua tới đây thì con sẽ hướng dẫn cho chú yeah. Để biết những cái chức năng ở trên chiếc xe dạ yeah. Yeah. Còn mà chạy thì chắc có lẽ là con nghĩ là bây giờ nó cũng chưa có thích hợp lắm tại vì do hồi dạ chú có thử hả 5-6 ngày nay là thử 2-3 lần rồi. Ủa vậy hả? Mình có thử mấy xe kia thì rất dễ nhưng cái tay nhận cái ga gì chạy tới mà nhưng mà phải có thắng giò ông kia có cái thắng giò thì đúng. Rất chạy dễ dạ, là tôi muốn thắng mình thắng lại. Ủa vậy là chú thử được luôn rồi thử được rồi thử rồi mà lái luôn lái luôn chú chạy mượn rất... có ai vậy mượn cái ông chú mà già già ông chạy có cái thắng giò đó à chạy mới được nha già thắng giò mà chiếc xe đó là xe mới hay xe cũ chiếc xe đó thì của anh cho cô chú cho đó ông Tùng hả ừ dạ ông ăn chống hai cái tó phải không à, hai cái tó hai bên ông già già đó à ông cho mượn ừ ông băng với số luôn số luôn đó không băng số đầu chọc không đúng rồi đặt con già già đó rồi vậy là mượn xe ông chạy thử đó bây giờ về nè em chỉ cho anh cái nghe bây giờ hai cái tay anh đó dạ bây giờ khi mà khi cái trên cái ghi đông xe đó dạ anh kêu cái ông mà khi mà ráp cho anh đó tức là đổi thắng đó dạ thì kêu ảnh mua cái ống ngủ vừa cái ống ngủ ống đúc, nước á đút vô tay ha anh bắt vô cái di động luôn rồi để cái tay anh để bỏ cái tay vô để anh có thể điều khiển đúng rồi nó không chợt rồi tại vì anh gác lên vậy nhiều khi mồ hôi nó chợt đúng chợt cái di động dạ thì anh chồng vô cái ống ngủ vô như cái nồng vậy đó rồi cái tay vô đó anh có thể điều khiển nó dễ hơn dạ. Nhưng mà khi cái ống ngủ nó sẽ bắt dính vô cái di động dạ dính vô di động tại vì đó. Có ông anh kia ông nói vậy cái này dễ thôi cái này hạ cái lấy cái ống ga cái ga dạ. Để xuống giò làm chế như cái ga đạp của xe du lịch đó mà đạp ga đạp cái đó mình chạy rồi cái ga thôi ừ. Còn cái tay cái di động anh đó, tức là anh điều khiển cái cổ
Dạ. Anh làm cái, anh kêu ông mua cái ống mũ, ống 49 hay gì, ống 60 đó. Dạ. Anh chồng cái tay vô, cái cùi tay này nè, anh chồng vô thì nó dính vô. Dạ, dính vô đúng rồi. Dính vô trong cái gì đâu. Dạ. Thì anh kia anh diễn là nói nó không. Có nghĩa là cái khỉu tay này chọt vô cái ống luôn. Dạ, chọt dính cái ống rồi quẹo qua lại gì. Nhưng mà chắc mình không có để tờ ấy, mình cắt làm hai thôi, để cho để máng lên, để nhẹ xuống dính lên nó dính thôi, mình đang bẻ lái mình có thể qua lại được. Em nói anh vậy thì cái đó ăn thua chú thôi. Dạ. Thí dụ cái di động nó vậy. Dạ. Anh bắt cái ống mũ vô đây, tức là cái ống mũ ống nước mình đó. Dạ, dạ. Bắt vô đây thì cái khỉu tay anh thọt vô trong đó. Đúng rồi, dạ. Là khi anh quẹo thì anh chỉ cần anh lắc cái ống mũ đó là tự dạ. động cái. Mà đó. Thấy lái xe kia cũng dễ, mình để cái lên ga dễ, dạ. dễ đúng không? Ăn thua cái nào mà chú cảm thấy thích hợp nhất thì chú dạ. làm. Dạ. Tại vì góp ý thì là góp ý như vậy thôi, nhưng mà do là cái khả năng của chú nữa. Thí dụ như cái đó nó bất tiện cho chú quá thì chú cứ làm theo cái mà ý em nói anh ấy, cái có nghị lực mình muốn làm cái gì vậy, cố gắng phải được. Dạ. Còn như nghe bây giờ nói anh hen, em tự vệ sinh được nè. Dạ. Wow. Thay đồ thay đạt tắm rửa mình luôn hả? Ừ chứ đâu có cần cái người phụ giúp đâu. Dạ chú hay vậy. Là tự thay đồ luôn. Thay đồ rồi đi tiêu tiểu rồi được hết rồi. Vệ sinh luôn được, tự mình hết luôn. Tập biết tự làm luôn. Dạ. Chứ đâu có giờ không ai mà phục vụ mình hoài. Nhưng mà như thế này, khi mà cái lúc mà chú bị tai nạn xong á, điện giật một cái là chú bất tỉnh luôn đúng không? Chết queo có hay ho gì đâu. Rồi khi mà chú mở mắt ra thì lúc đó như thế nào? Nó cục cái tân rồi. Là bao nhiêu ngày chú mới mở mắt ra? Không, từng lễ. Một tuần lễ mới tỉnh hả? Tỉnh ừ. Tỉnh dậy. Lúc đó tỉnh dậy thì chú thấy cơ thể mình như thế nào? Trời ơi, nó nhức, có đau, nó nhức dữ lắm. Nó đau, nó nhức. Ừ. Nhưng mà lúc đó chú có thấy là mình đã bị mất tay mất chân chưa? Chưa, dở lên mới thấy mới khóc. Dở lên bắt đầu thấy trời ơi vậy là kêu chết, sống gì nổi. Dạ. Nhưng mà cái bác sĩ tâm lý á, ngày nào cũng vô, sáng vô, trưa vô, chiều vô. À. Vô nói mình cố gắng sống đây nữa, coi con gà hay giùm giữ nhà cho vợ con cũng được. À. Rồi cái đó từ từ công nhận bác sĩ tâm lý hay. Dạ. Tôi nói bác sĩ là cũng là rất là nhân đạo ha. Là chẳng nói, những cứu mạng mình mà còn vô động viên mình nữa. Không, bác sĩ tâm lý là nói rằng động viên cho mình đang cố cái đường sống đó, tại vì quá nặng đi. Bởi vì quá nặng khi chú mở mắt ra là thấy mất cái chân, mất tay luôn. Ừ. Là khóc, chỉ biết khóc thôi. Biết khóc thôi chứ làm gì. Chú trong đầu chú suy nghĩ là chú thế nào, chú suy nghĩ là chết chứ còn suy nghĩ gì nữa. Dạ. Nói vợ tay hết trơn còn sống gì nữa. Dạ. Đó thì lúc đó thì vợ con vẫn ở bên chú. Vẫn bà ở. Dạ. Nuôi thôi nhưng mà đâu có gần được, tay gì nằm hồi sức đâu có vô ra đâu có thấy mặt được đâu. À dạ. Ừ, chỉ thì thấy mặt được 5-10 phút thì vô lau cho lau vô lau chút xíu ra. Dạ. Mà khi lúc đó thì khi mà chú thấy lần đầu tiên mà chú thấy vợ chú mà khi mà chú tỉnh lại đó. Dạ. Thì lúc đó chú cảm xúc trong người như thế nào chú? Rất mình gặp vợ mình lo, mình rất buồn. Mình thay nghĩ hồi đó mình sống mình lo cho vợ được, bây giờ vợ lo á. Dạ. Suy nghĩ chắc đây nếu mà đời mình còn sống được á thì phải nó phải lo cho mình tới đi đi. Dạ. Tới đời cuối rồi chứ. Dạ. Thấy suy nghĩ chung luôn em. Nhưng mà thấy vợ vẫn ở bên cạnh của mình thì mình cũng rất mừng. Dạ đó, thì cái vấn đề là khi mà mình sống thì mình lo cho vợ, thì khi mình gặp sự cố thì vợ lo lại cho mình mà không rất mừng. Dạ, không có bỏ rơi mình thì nó là cũng là điều hạnh phúc lắm mà chú Thắng ha. Dạ. Dạ, bởi thành ra là khi mà trong cái khi mà chú xuống quyết định xuống đây bán thì nó cũng là cái duyên rồi. Cái duyên. Dạ, thì sau này mà chiếc xe điện đó thì nó cái khoảng cách chạy nó cũng khá là xa. Nó khoảng chừng đâu mà trên 100 cây số chú mới sạc một lần. Trên 100 cây số lận. Mà đây về coi lãnh có 70 cây à. Đó, chú đi về luôn là 70 cây phải không? Đi dạ. Là nó đỡ được cho chú cái tiền xe buýt. Xe buýt. Nhưng mà nó hơi cực cho chú trong cái quãng đường chú chạy. Đó thì mà có xe điện thì mình vừa đi vừa bán. À, đâu hợp bán lý đó. Hợp lý. Vừa đi vừa bán. Vừa đi vừa bán thì quay đầu về. Dạ, hết ra quay đầu về. Dạ, cũng hợp lý. Dạ. Chú tính vậy cũng đúng. Dạ. À, thì thời điểm này khi mà chú đã biết là bữa nay mình nhận được cái phần quà thì chú Thắng cảm giác sao chú Thắng? Rất mừng, thiệt vui lắm. Dạ. Tấm lòng vui lắm thiệt. Đó gì trong đời tại vì ao ước hoài nhưng mà có được đâu. Dạ. Nói vậy đó. Nói vậy. Nhà hảo tâm á, là liên hệ với con là cũng mấy ngày rồi. Kể từ lúc cái clip con đưa lên là buổi tối á. Nhưng mà con không có báo chú. Dạ. Tại vì báo chú thì chú sẽ rất là khó để ăn ngủ. Dạ. Chú ăn ngủ không yên mà chú bán cũng không được nữa. Dạ. Nói chung là chú sẽ nhiều khi bị tập trung vô cái phần thưởng á. Thành ra là cái phần quà của mình đó, thành ra đó lý do tại sao mà để sát luôn là khi mà con nhận được tiền rồi, đó là con liên hệ với xe chỗ bán là báo với chú. Để cho chú qua như thế này. À, để chú ra đây để cho chú không có bị suy nghĩ. À, chứ mà báo chú vài ngày thì chú mừng đó, nhưng hồi, mà chú không có ngủ được. Sáng bán với chợ á. Dạ. Thấy số điện thoại 40. Dạ. Điện. Ủa số nào lạ nghe nghe nói lại gặp
gặp thôi chứ đâu có nói xe. Dạ đúng tôi, rồi. Cái ông anh hỏi tôi không biết ông kêu là gặp không biết có làm sao không, không biết đây cô bên có mạnh thường quân hỗ trợ không, mình không chưa biết được nữa. Dạ. Ông mạnh nó chắc ông gặp chắc thế nào cũng chắc chắc hẹn ngày đang lấy xe chứ gì. Dạ. Nói, dạ vậy cảm ơn quay tụi mình quá là mình vui. Mấy ông bạn bán số nè. Dạ. Nói vậy là có lý rồi. Dạ. Nghe điện thoại là có lý là vui rồi đó. Dạ. Tại vì thì cũng chia sẻ luôn với chú là do là con không có nhiều thời gian. Dạ. Thành ra khi mà chú đọc số điện thoại trên video á, dạ, thì chú Tây thì gần như video nào của con cũng xem hết á. Thành ra là chú ấy mới dạ, mới lưu lại cái số của chú. Dạ. Con mới nhờ chú Tây xem lại video coi số điện thoại của chú. Anh nữa là em nhắc anh rồi. Dạ. Đúng đúng rồi. Đó, để xem số điện thoại chú để mời chú ra làm con. Dạ. Rồi con thì phải đi giải quyết những công việc khác. Dạ. Tại vì khi mà bữa nay con quay xong cho chú là con sẽ đi Sóc Trăng và Bạc Liêu. Dạ. Để con trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến dưới. Dạ. Những nơi mà nuôi người người già, nuôi trẻ mồ côi. Dạ. Cũng như là những cái hoàn cảnh mà bị khiếm thị á, cũng như khuyết tật đó. Nhưng mà thật sự nào giờ là không có thấy cái hoàn cảnh nào mà khuyết tật mà thê thảm như chú. Dạ. Đó là sự thật luôn. Hôm bữa là hồi lúc mà dịch thì con có hỗ trợ một cái chú là bị điện giật, ổng đứng trên mái nhà ổng làm. Dạ. Giật xong là cũng cưa hai cái chân luôn. Dạ. Nhưng mà ổng cưa tới đây là nha, ổng cưa tới đây là ổng đi bằng hai cái đầu gối thôi. Cái bác đó là đi bằng hai cái đầu gối thôi. Dạ, ổng còn tay. Hai cái tay còn. Tay còn có thể cầm tó thì được. Ừ. Chỉ có thấy chú là mất luôn hai cái tay, mà cái nghị lực của chú là phải nói là quá lớn luôn. Tại vì mình không có con nói thật với chú là khi mà những nhà hảo tâm người ta xem hoàn cảnh của mình. Dạ. Mình vẫn cố gắng mình đi bán. Dạ. Mặc dù biết là nhiều khi chú đi xin được nhiều tiền hơn đó. Không có, không có xin à. Dạ, nhưng mà chú là chú không có xin. Không xin đi bán số đó, sống. Dạ. Đó cái vấn đề nằm chỗ đó là mình có cái lòng tự trọng. Dạ. Của mình. Mình gặp tai nạn nhưng mà mình vẫn cố gắng mình lao động. Dạ. Đó lý do tại sao mà cái phần thưởng đến với chú ngày hôm nay là như vậy. Chứ mà con nói với chú mà chú đi xin nha, chú đi xin là con sẽ không có quay. Con như là bây giờ không nói với chú hen, chú. Dạ. Cho số điện thoại tôi hen, bà ấm chú luôn. Không nào tôi điện chú. Dạ. Tôi ngủ á. Dạ đó. Đợi tôi với mấy bà cô cái bên đó sâu đợi chú điện cho tiền, chú xin khổ gì cho tiền, nó không có gì ơi. Con sống con bác sống được rồi. Dạ đó. Rồi rồi thôi à. Đó rồi, đó rồi. Đó. Cái đó là cái thuộc dạng là mình tan, nhưng mà mình tan là do là mình xui thôi. Dạ. Giờ mình không may mắn thôi, nhưng mà cái ý chí là mình vẫn cao. Thế gian nhiều người khổ lắm, chứ không mình khổ là giúp người nhiều hơn, khổ hơn mình nữa. Dạ. Người thấy vậy cho mình người khổ hơn mình. Dạ. Nữa chứ không phải nữa. Đó, bởi thành ra mình còn lao động được. Dạ. Là mình làm đúng không chú? Rồi, còn mang ra tiền được gác mà. Dạ. Sốc. Nay cũng vui quá rồi. Bây giờ chi? Ủa hình như là chú mang đôi giày ngược hả chú? Không phải, nó trời nó gách nè, bên này nó gách nè, gách gót nè. À. Gách cái nó mòn nó mòn cái giò. À, rồi mấy cái. Dạ. Đổi ngược qua đây nó mòn nữa nè. À. Nó gách nè. À có nghĩa là chú cũng đổi chân. Dạ, đổi. À. Đổi xí mẹ qua đặng mình trời cho nó ấy. À. Vậy mà nó mòn, mau mòn lắm. Dạ đúng rồi, trời mau mòn lắm. Bây giờ mà thiệt sự mà sau này mà chiếc xe mà sửa xong á. Dạ. Khi mà con có phát quà á hay là con có tặng chú gì đó. Trong cái đèn này bữa đó ông công an giao thông ông điện ông ngược chiếc xe mà ông mang vô cái nó công dành là. Dạ. À, công hình trơn luôn trời. Dạ. Ủa rồi sao đụng chú vậy? Vậy ông ngược ông công an giao thông ông lách bách xe tránh ngoài á. À. Rồi mình đậu trong lề này nè, ông đụng quẹt vô. Dạ. Công dành rồi ông xuống tội nghiệp nha, hai ông công an giao thông xuống bẻ lại. Dạ. Ông kêu đem lại tiệm ông bắt khỏi đi. Dạ. Còn đi được rồi gác đi. Dạ. Ở đâu bắt gì? Anh Hùng nè, chú Hùng nè, cô chú anh chị. À chú Hùng nè, chú qua đây chú. Ủa mà chú bán hết số chưa mà phải không? À, còn mấy tờ hả? À, chú Hùng thấy nè. Chú này là hoàn cảnh cũng tựa tựa như mình, nhưng mà thê thảm hơn mình nhiều ha. Dạ, thì cái lần trước thì chú Thắng đó, rất may mắn được nhà hảo tâm quan tâm là gửi tặng cho chú Thắng một chiếc xe điện. Hy vọng là những ngày tới thì chú cũng được cái phần may mắn như vậy ha. Rồi, dạ rồi. Thôi chú đi bán nha. Dạ, đó. Thì cô chú anh chị thấy là như vậy đó. Giờ là mình cũng đang đợi ở phải. Mình cũng đang đợi xe tới để giao cho chú. Giao cho chú sớm thì con mới đi sớm được. Tại vì xuống dưới nó cũng hơi xa. Dạ. Dạ. Nhớ chứ canh bán đằng xanh đỏ đắng á. Rồi canh nó bụng nó giờ nó cái đồng hỏi kia đồng hồ mấy giờ ông nói 2 giờ chú chắc nửa tiếng đồng hồ nữa mình lại đắng là vừa đó. Dạ, sao trời chờ biết có gì không. Dạ. Đặt mặt nhiều khi trao đổi gì đó rồi thôi. Dạ. Mấy
chưa nghĩ là nhận xe nữa, chưa nghĩ đúng rồi. Đâu có báo cho chú đâu là chú 3 giờ chú xuống bảo tàng đi rồi mình lúc gặp chú rồi thì ảnh nói vậy thôi chứ đâu có cái... tại vì báo chú biết mà khó ăn ngủ lắm, ăn không ngon mà ngủ không được nữa, thành ra thôi kệ để từ từ đó, có một cái là nhưng mà về nói rảnh á ai cũng nói là nó bộ nó chơi hay gì á. Dạ. Cái xe mà làm gì muốn là có hả? Muốn là có xin à. Được trời ơi rồi, mà anh không... tại vì anh này ở dưới anh nói mà không biết có hay không. Dạ. Mình chưa dạ, có bao giờ đâu. Ủa nhưng mà lúc đó là chú nói với ai? Nói ở sớm như ở về nhà nói sớm ở sớm ở Cao Lãnh hả? Ở Trảnh á. Rồi nó trời ơi ở đây xin chiếc xe này nè, không cần ai là khổ mà không chỉ mà chiếc xe chạy. Trời ơi vậy đó hả? Ừ. Dạ. Xe này là hồi trước là chú xin ở đâu? À, cái xe này á, thì mua lại của ông kia. Dạ, mua luôn hả? Và mình mua lại của ông kia, cái xe cũng còn mới, ổng lãnh rồi ổng không có đi á. Dạ. Rồi mình mua lại, mình đi bán rồi mình mua lại. Đúng không? Đi bán nó mau hư lắm. Đúng không? Bán chú nhiêu? Bán xe này bán 1.8 triệu. Trời, xe này mà 1.8 triệu. Ừ. Trời ơi trời. Rồi mà lúc đó là lúc đó chú làm công việc gì để có tiền để mua chú? Thì bán số rồi nè. Cũng bán số luôn. Ừ. Dạ. Nhưng mà xe nó mới thì mới chắc à. Dạ. Mới lãnh về mới chắc à. Thì trời dạ. Đi được lắm. Mua tới 1.8 triệu lần ha. Ừ. Rồi chú mới chế thêm cái bệ này. Cái bệ này thì mình chế sẵn rồi đó giờ luôn rồi. Cái gì cái gỡ cái tay cầm ra cái gắn hai cái nó hai cái lỗ ở đây sẵn rồi. Dạ. Gắn hai cái máy xuống à. Dạ, rồi để số lên. Để số lên. Dạ. Nhưng mà mình kìm mình vịn đồ nó dễ. Dạ. Chú thử lật cái sổ giò con thử coi. Để con xem coi. Không có sổ. Tôi không có xài sổ, có giấy xài giấy gì này, giấy nó muốn ghi giò cái lấy cái gì nè. Đó. Đó. Ok. Dạ hay quá. Quá đúng rồi, quá trời nghị lực. Con nói là nhà hảo tâm là không chịu nổi với hoàn cảnh của chú luôn mà. Bởi nhìn một cái là chịu không nổi luôn. Dạ, hồi nãy con thấy chú làm điện thoại cũng hay lắm, chú cầm điện thoại con xem cái. Dạ. Cầm về cái để muốn bấm số thì bấm. Mở nè. Mở nè. Mở nè. Ủa hay quá. Đó. Vậy là cũng đặt mã khóa hả? Dạ. Dạ cũng khóa máy rồi chứ. Trời cũng lưu rồi. Dạ dạ hay hen. Dạ. Rồi chú đưa lên nghe thử coi chú. Đưa lên cho vợ. Ồ hay ha. Dạ. Quá hay. Rất là chuyên nghiệp luôn. Dạ được rồi. Đó. Ủa điện nhà luôn hả? Điện cho vợ. Ủa thì tưởng đâu đang diễn. thì ra đang điện cho vợ, đang điện cho vợ. Ừ, tôi lại chỗ ông chú không muốn lấy xe nay người ta cho được cái xe bà ơi. Ồ, bởi cho vợ biết. Ừ, nó nhận được xe mừng quá mừng rồi. Bởi cho bà hay nha. Đó, tôi về trễ nha. Về trễ nha. Về trễ đó. Biết mà. Ừ, tôi về trễ á, nhận xe đó. Sao tôi điện, rồi. Vì trễ cho vợ chưa xe chưa qua tới. Dạ, ừ. Dạ xe sắp rồi. Tới rồi. Bà vui không bà? Ừ, điện. Đó. Quá hay, là bà. Vợ là điện thiệt. Chứ tưởng đâu. Này chú nghe. Dạ, chị là báo vợ rồi, vợ chú nói sao chú? Nó thiệt hả? Nó thiệt. Nói chơi dạ. Không à? Dạ đúng rồi. Tại vì cái giá trị chiếc xe nó cũng khá là cao á. Thì ra cũng tại vì cái ông anh nhận xin xe của chú đó. Dạ. Nói đầu mau chứ hả? Không có đâu. Vì mới có 2-3 ngày nay không có dễ gì mà có được. Phải từ giờ 10 ngày. Dạ. Mau nhất là 10 ngày. Dạ. Đó. Là chú Tùng ha. Ừ. Dạ. Mau nhất là 10 ngày tại dạ. Mà quay rồi bển rồi có nhiều người mới gom góp là mới đủ tiền xe chứ đâu phải dạ. Xe đâu mà có liền. Thật sự với chú như thế này. Có nhiều nhà hảo tâm á, dạ. Người ta sống ở bên đó, người ta tiết kiệm dạ. Để giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn như chú. Dạ. Thành ra là nhiều khi là cái phần tiền người ta có, dạ. Nhưng mà người ta chưa có thấy cái hoàn cảnh nào mà đáng để họ dạ, cho, đưa dạ. Ra. Dạ. Đó, thành ra khi mà những nhà hảo tâm xem video của con á, thì bắt đầu là người ta có cảm xúc. Với cái cuộc sống của mình dạ. Đó thì người ta sẽ tự động liên hệ con thôi, rất là nhanh thôi. Rồi con thường thường á, không phải ai con cũng quay đâu chú dạ. Thật sự luôn á, tại con phải nhìn cái người đó nếu đó dạ. Ủa nó đọc vậy hả chú? Rồi gài đọc luôn cho biết vậy. Đó, cái điện thoại nó đọc luôn nè cô chú anh chị. Alo, nghe đó.
Thì về trễ quá, về trễ vậy là gì đâu. Giờ điện, giờ điện. Có chứ, 5 giờ mới hết xe mà. Không hết, tôi chạy xe đó về cho bà coi. Không ấy, tôi chạy xe đó cho về tới đánh cho bà coi. Đó. Dữ vậy. Thiệt chứ bộ. Ừ. Rồi ạ. À. Ừ. À, chưa, phải lo, vợ lo. Vợ lo. Lo. Lo nhận trễ quá rồi sao về kịp. Trời. Mừng cười không? Mừng lắm, nghe nói mừng lắm. Mừng chứ. Tại vì đó giờ đi đau về cái nhiều khi sức dầu nó dạ. Bóp. Nó bóp nữa. Rồi, nó ngâm thuốc. Dạ. Thành ra là giờ nghe thì cũng vui lắm chứ. Sao không vui được, con xe nó cả gia tài đó. Trời trời ơi. Ờ, nhiều khi cả năm, nhiều khi cả đời mình không có mua được. Khi mình bán ngồi chỗ thì bán ít. Dạ. Nếu có cái xe chạy tới kia luôn thì nó bán nó mau. Dạ đó. Nó bán lại trong này chỗ kia. Dạ. Người ta thấy bán. Nhiều người thấy. Nhiều thấy dễ bán. Chú có thấy là hai cái chị mà có hai đứa con bài não không? Chú có bán, chú có thấy không? Chạy chiếc xe màu đỏ. Rồi, chạy xe màu đỏ ra hả? Đúng rồi. Chắc nó vui đó hả? Đó. Ờ. Đó. Thấy. Thì hai chị mà hay ẩm mấy đứa con ở trước đó thì con cũng mới kể tặng trong khoảng nửa tháng nay thôi. Dạ. Thì kể từ lúc có chiếc xe thì mấy chị đó bắt đầu là đi bán được nhiều hơn. Nhiều hơn. Ngày trước thì bán khoảng 170, giờ bán được khoảng 250. Dễ sắm. Dạ đó. Thì phải nói là tấm lòng nhà hảo tâm mà. Nói vậy chứ mình tao mà ngoài mình tiền cực khổ lắm. Dạ đúng rồi, mình cực lắm đó chú. Chứ thấy tại mình có tiền dễ đâu. Thật sự là người ta không có rảnh rỗi mà ngồi cà phê như mình đâu. Đúng rồi. Ở bên nước ngoài thật ra nhà hảo tâm cũng như là cô chú làm suốt luôn. Làm nhiều khi có người làm sáng làm việc rồi chiều tối làm việc khác nữa. Nghỉ nhiêu vài tiếng thôi. Tại vì gần như là các nhà hảo tâm á, người ta với cái đời sống bên đó là người ta gán làm trong cái thời gian mà còn sức khỏe đó. Hồi hồi đêm hôm 11, 12 giờ đêm gì đó. Dạ sao chú? Có vụ gì? Có cái số điện thoại gì một thánh thần rồi số gì đâu 17, 18 con ạ. Đó, nước ngoài vậy đó. Điện tôi không có nghe. Ủa sao vậy? Thôi. Sợ như quá trời số. À, nhưng mà đó giờ đâu ai điện mình chứ vậy. Sợ trừ tiền phải không? Đâu ai. Sợ đúng bắt lên này kia hết tiền máy nữa. Trời ơi trời, cái đó là nhà hảo tâm nước ngoài đó. Một món chúng nghe nha. Dạ. Một món cũng nghe nha. Dòm gì số được một dập số đúng nó mạnh luôn. Nó tới 17 số rồi. Vì mà số mình có mấy số nó tới 12 số hay 13 số gì đó. Nói chung là mô mốt có số điện thoại nước ngoài chú nghe nha. Số à quỳ, số đâu dám để. Chú điện không được đâu, chú điện không được. Số không số luôn rồi. Sợ quỳ. Giờ là cũng hợp lý, hợp lý. Tại vì chú ấy nào giờ không có nước ngoài điện ha. Đâu có ai điện đâu. Đâu có biết đâu. Đâu biết đâu. Ủa rồi hồi trước người ta cho chú 100 đô sao? Cho là cái hồi lúc nằm nhà thương chờ gãy nè. Cái bà đó bà chụp hình rồi bà nhớ lại đó. Bà nhớ cái địa chỉ cái cũ đó. Dạ. Rồi mười mấy năm sau bà mới gửi gì bà cho thôi. Trời ơi. Mười mấy năm sau. Ừ. Dạ. Dạ. Cái mình đâu có. Tại vì người ta cho số điện thoại nhiều lắm nha. Dạ. Cả trăm số điện thoại mà dứt khoát là không giờ hồi về tới nhà tới giờ về là không có điện có ai một cút nào hết trơn. Dạ, không điện rồi. Nhà hảo tâm nào hết. Tại vì mình còn làm được đúng không chú? Là ra làm được. Dạ. Là sống được à. Cô chỉ có điều là bây giờ sức khỏe mình nó hơi yếu. Bây giờ yếu rồi. Dạ. Mấy năm trước mạnh trời rồi bán cày ngày đêm. Dạ. Đêm luôn. Dạ. Và thành ra là lần này mới quyết định là lên tiếng để mình mong muốn có chiếc xe. Thật tôi ngại tôi không có xin đó. Đáng lẽ là hồi 5-6 tháng trước là tôi xin chú rồi đó. Ồ dạ. Tại vì anh đó ông chỉ. Ủa 5-6 tháng trước là chú biết rồi hả? Biết rồi mà không có dám tôi hồi ông ơi. Ai mà cho lỡ xin kỳ lắm ông ơi. Lại ủa sao lúc lắm. Đó sao chú bán ở đâu còn không gặp? Cao Lãnh ở mà Vĩnh Long này nè. À nhưng bán, mà ở phường 4 hả? Bán này nè, bán vòng vòng chỗ bến xe nè. Ủa à. Vậy hả? À, thì mà con cũng mới biết chú đây mới chứ biết chú à. Con mới biết thôi, con cũng mới thấy chú thôi. Dạ. Yeah. Ngồi ngay chỗ cái ông mù á. Hôm mới ngồi mù đây là chứ hổm tôi ngồi góc bên kia bên cái dãy mà cái bao nhiêu cái dãy mà bà bán bà bánh á. À bên đường à, bên đường học anh á. Ừ bên đường vậy không bên ủy ban á, bên ủy ban á. Ủy ban á. Ừ ủy ban. Ừ đường đó đó tôi bán rồi xuống mấy tháng trước tôi ở đường đó không à. Rồi rồi bên đó. Rồi mấy người đó nói với chú làm sao là kêu lại kiếm chú á. Mấy người hơi tâm người ta cho xe tôi ông nội ơi ai mà cho xe nó không rẻ tiền không biết cho xe lăn này không chứ có không đâu. Dạ. Không nói là vậy nữa bởi thành ra là đâu dạ. Có dám lên tiếng không dám à. Lên tiếng dạ. Nhưng mà thấy sức khỏe mình giờ nó kém quá dạ trời đau gì à đau bởi vậy thấy chú trời không mà chịu không có nổi dạ bởi thành ra là bây tới bây giờ mới gặp cái duyên á. Nói gần như là ở Vĩnh Long này là tại vì mấy năm nay là con gửi cũng nhiều. Dạ. Mà con ở đây gần như là không nhận được nhiều thì cũng nhận được ít. Dạ. Đó. Mà chú thì con mới thấy bữa nay thôi bởi con giật mình. Ủa mấy thấy mấy ngày nay thôi.
mà thấy là chịu không nổi, tại vì ngay cả bản thân của mình đây mà mình thấy người kém may mắn hơn mình á, giờ là mình cũng muốn san sẻ về cái hỗ trợ được cho chú cái nào mà chú đang cần, mà nó có tác dụng tới công việc mà mưu sinh của chú. Thì con cố gắng hết khả năng. Trời ơi, được chú thật giúp được tụi mình dữ lắm thật. Tôi cảm ơn ngài hỏi tâm nhân tôi nữa, nhắn lời tôi cảm ơn dữ lắm thật. Chú cuộc đời nhớ nhớ cái ơn. Dạ. Chú nhớ nhà hảo tâm tên gì không? Dạ. À, nãy nói tên gì? Mới nói được cũng quên rồi. Anh Đạt ở Canada. À, anh Đạt. Dạ. Hứa Gia Đạt. Hứa Gia Đạt. Anh này không biết phải người Hoa không mà thấy nghe. Họ hứa chắc người Hoa. Dạ. Dạ chắc có lẽ là vậy. Dạ. Dạ, anh ấy lần này là lần thứ hai gửi chiếc xe điện. Dạ. Dạ, lần trước thì anh ấy cũng gửi một chiếc, hình như là con gửi ở dưới dưới Vĩnh Châu, Sóc Trăng á. Dạ. Cũng cho một người bị khuyết tật gì đó. Nhưng mà không có thê thảm như chú đâu, chú là thê thảm nhất luôn á. Rồi đó giờ con quay. Con quay là những cái người khác cũng bị tật nhưng mà họ đi bằng cái mông luôn á. Cái mông nó nghĩa là hai từ cái khúc mà đùi chân này là không hoạt động được luôn. Dạ, dạ. Họ dùng hai cái tay để họ chống bằng cái mông đứt, họ lết. Đó. Nhưng mà ở dưới đó thì có vẻ như người ta họ không có cố gắng á. Dạ. Khi mà họ nhận quà xong họ không có cố gắng họ sử dụng cái phần quà nhà hảo tâm. Trời ơi. Dạ. Mà thành ra cũng không được vui lắm. Tại những lần sau con lại con phát quà cho họ á. Dạ. Thì không thấy họ đi xe. Mà trong khi đó là mình đã hỗ trợ cho họ chiếc xe rồi. Có xe mình muốn chết không đi. Thì bởi vậy con nói chú đó là cái sự khác biệt. Đó. Bởi thành ra là con cũng hơi buồn. Tại hôm bữa giờ con gửi, tại vì ở cái khu vực ở dưới á, là người Khmer là nhiều. Dạ. Mà cái người Khmer họ ít có biết nói chuyện cũng như là cái diễn đạt bằng cái gương mặt, cái cảm xúc. Dạ. Nó khác như người Việt mình lắm chú. Đó, mà thành ra là khi mà họ nhận họ cũng không có quá là cảm xúc như là mình đâu. Dạ. Rồi mà khi mà họ nhận xong mà họ không cố gắng để họ sử dụng á, thì cũng buồn lắm. Dạ. Sao hôm nay giao xe trễ dữ vậy? Chú đợi con chút xíu nha, để con điện luôn cái. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì sau khoảng thời gian thì giờ xe ba bánh điện cũng đã tới rồi. Rồi vô đây luôn em ơi, vô đây uống cà phê nè, vô đây. Chạy từ ô môn qua luôn. Dạ mua mới chứ, trời ơi đâu có tặng đồ cũ quá vợ. Vô uống cà phê nè hai em. Quá rồi. Ngon. Dạ. Chú thấy xe này như thế nào chú Thắng? Quá là ngon rồi. Thích không chú Thắng? Trời ơi. Đó con mời chú lên thử chiếc xe này đi, con hướng dẫn cho chú Thắng nha. Đây. Anh để xe lưng để là quay. Rồi về em lấy tiền luôn ha. Em gỡ cái bình này ra cho anh qua. Đây, quay. Rồi. Tại vì nó 3 giờ á thành ra là đây chú. Rồi, cứ quay. Đem gài chiếc xe lại. Được. Không, gài thắng. Rồi, ok. Được rồi, có thắng. Đây, thắng rồi, đây, không có cái đây là tấm lòng của anh Hứa Gia Đạt. Anh gọi có thắng rồi, anh gọi đây, tôi đạp được rồi. Canada. Được rồi, khỏi gài. Anh khỏi gài. Đổi được là 17 triệu. Anh khỏi gài. Tôi cái này đang thả tờ khi mà nói chuyện anh nói nè, nó gài nè. Bên người giao nhanh chứ không phải là bên anh Đạt gửi nhanh nha. Thắng mà anh gài cái thằng này nó giúp. Thì mình gửi là 15 triệu 9. Ông mở tôi trả thử coi nè. Rồi mời thắng đi. 10 triệu mở phá lên cho mới được. Em ơi. Bán 2 ly uống phê sữa rồi, ha. Uống phê sữa anh gửi gì? Phê sữa hay phê đá? Phê đá được. 2 ly phê sữa đem về. Dạ. Có đi toilet đây nha. Hai em có đi toilet đây. Một. Trời ơi. Đây đây, đây cô chú anh chị. Quay luôn nữa, hay chưa? Trời ơi. Có cái thắng giờ. Không có. Cái giỏ. Quay luôn, quay chú ơi, quay chú thắng đi. Trời ơi, quẹo cô luôn mẹ ơi. Ghê chưa? Chú này là bị mất hai tay hai chân luôn đó. Thấy ghê gớm chưa? Wow. Trời ơi, xuất sắc luôn. Đó 10 triệu phải không? Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Rồi. Rồi, như vậy bà bật lui hen. Này lui hen. Và cái này tới. Muốn chạy phải không? Phải bóp thắng cái nó mới chạy được nha. Ủa? Bóp thắng là sao được? Đã thắng được không? Đã thắng này được không? Ừ. Rồi. Một, cái này là tốc độ hai, nó là 1, 2, 3, 4, 5, 15 triệu. Rồi trời. Này nhanh, ví dụ mà mình muốn qua đường thì mình nhanh rồi. Đọc chiếu không? Em có 100 ngàn thôi không? Cái này là cái mức đèn đó. 15 mà đúng không? 16, 15, 9 thì còn là 1 triệu 3, 10 ngàn.
Ok, cảm ơn em. Rồi lấy hai ly nước vậy nha. Và đây là tấm lòng của anh Đạt mà sau khi mà đã hỗ trợ cho chú chiếc xe thì đây còn số tiền dư còn lại là để gửi cho chú, để chú là thay đổi cái tay ga hoặc là chú gáp cái máy che, là tấm lòng anh Đạt ở Canada gửi tặng cho chú. Dạ, cảm ơn anh Đạt nhiều. Rất thành thật cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ thì con sẽ hướng dẫn cho chú chiếc xe nghe. Dạ. Mà chú từ đó giờ chú có biết chiếc xe này chạy ra sao như thế nào? À, chạy được. Chưa có. Ok. Xài cái này rồi, ok. Chưa có rồi. Nói chung chứ hồi đó giờ đâu có biết đâu. Dạ đâu biết ha. Rồi bây giờ con chỉ cho chú. Đầu tiên này là ổ khóa. Rồi. Rồi, nhặt cái này xuống. Đưa vô này là cái này. Ha. Rồi. Mở lên. Đó, rồi ha. Rồi. Thì cái chữ này là cái chữ giờ. Yeah, là cái chữ giờ. Yeah, biết rồi. Nó kêu á, nó kêu mới giờ yeah. Rồi. Còn nó không kêu là tới. Rồi. Rồi ha. Rồi này là cái tốc độ nè chú. Rồi. Số 1, số 2, số 3. Rồi. Đó, thì số 2 là chạy là vừa nhất. Vừa nhất, đúng rồi. Rồi, ha. Còn bên đây là kèn nè. Đây xi nhan. Đó, này xi nhan. Rồi, bật xi nhan. Đúng rồi, bật xi nhan trái. Đó, khi xi nhan phải. Đó, ok. Còn cái này, cái đèn này chú Thắng. Ha. Cái này con nghĩ là chú sẽ rất là rành luôn rồi đó. Rành. Đó, còn bây giờ tài xế rồi. Còn bây giờ cái lỗ sạc nằm dưới này chú Thắng. Cái lỗ sạc. Đây nè. Đây nó có cái cục sạc nè. Nó có cái lỗ nằm dưới này. Nha. Dạ. Đó. Còn cái này là cái yên nhỏ nhỏ như thế này mà chú thì giờ đâu có còn đâu, nhỏ nữa đâu. Đâu rồi. Thành ra là mình đưa lên, gạt xuống đây. Cái bình thì nằm dưới này. Còn phía sau ha, nó bảo hiểm nè. Cái áo mưa. Áo mưa. Ha. Dạ có đầy đủ bộ nha. Rồi, giờ rồi, vô. Rồi em gọi sao nha. Rồi gọi thôi. Chú Thắng. Dạ. Chú xài mà trong thời gian bị lỗi gì á thì chú điện cái số điện thoại này. Rồi. Là người ta sẽ bảo hành cho chú. Đây nè. Rồi. Ship cái cách giùm kìa giùm. Rồi bỏ phía sau luôn. Em giao cho anh vậy đó. Rồi đây. Ha. Có cái số điện thoại ngoài. Đây cô chú anh chị xem cái số tiền chiếc xe điện là 15 triệu 900 ngàn nha. Đó. Tại cửa hàng Bega. Cần Thơ. Thì giao bên đây. Rồi em bỏ vô hết vô đây nha. Rồi. Rồi cái này thì cái cục sạc này chú Thắng ơi. Anh ship cái hiếu anh để vô trong cái đó luôn rồi. Trong rồi mang để em đưa cái nón bảo hiểm ra đang có diện hồi chạy về anh đội lên mới được. Rồi chú Thắng ơi, nó như thế này. Cái đầu này thì chú ghim ổ điện thì chú biết rồi ha. Rồi. Còn cái đầu dưới này chú ghim dưới này nha. Dạ. Múc dưới này. Dạ, rồi, khi mà chú mở cái chìa khóa lên á. Của đâu rồi chìa khóa đâu rồi? Đang rồi. Mở cái nó. Rồi, thì khi mà chú thấy cái này nó còn một cái nấc này. Dạ. Với cái nấc đỏ thì chú ghim sạc nha. Dạ đúng rồi. Còn giờ nó đang đầy nè. Chú thấy này chiếc xe này á là bên giao á là chạy từ Ô Môn qua. Thì đây cũng trên dưới khoảng chừng gần 70 cây rồi đó. Nhưng mà bình nó vẫn còn. Yeah. Chiếc xe này là chạy khoảng hơn 100 cây số. Chú mới sạc một lần. Đó. Thì chú cảm giác như thế nào sau khi mà chú thấy chiếc xe? Quá ngon quá. Quá đại. Cái màu này chú thích được không? Ừ. Cái màu này được không chú? Được rồi. Tại vì con thật sự cái màu đỏ nó nổ xấu đó. Nhưng mà nó mau bay màu đó. Thành ra là thôi con quyết định là con lựa cho chú cái màu xanh. Rồi. Đó thì bây giờ chú chạy thử một vòng ha. Rồi. Và để cho con quay đây chú đi đường này chú Thắng ha. Đó. Bóp thắng, đập thắng cái bắt đầu. Rồi chú cứ làm từ từ ha. Từ từ thôi. Tại vì bình thường đó hay quá. Chú cứ làm từ từ thôi ha. Đi đường này. Giờ chắc đó. Đây. Đó hay quá chú Thắng ơi. Xuất sắc luôn. Không có cái tay, không có cái chân luôn mà cô chú anh chị thấy chú Thắng ghê không? Quá siêu luôn á. Quá tuyệt luôn chú Thắng. Cái này mà chú chạy đúng là chú chạy. Cái này con nghĩ là nếu mà chú chạy là về nhà được luôn tại vì chú có cái háng chân á. Dữ thiệt, ôm cua sát sạc luôn. Ôm cua có khoảng cách đàng hoàng. Quá tuyệt vời luôn. Chú chạy nhanh hơn mình đi bộ luôn. Rồi. Hay quá luôn chú Thắng ơi. Đi không kịp với chú luôn. Xuất sắc. Không cần chỉ gì luôn. Xuất sắc luôn chú ơi. Chạy nhanh đâu. Mình bán số chạy chậm đâu. Chạy hay quá luôn. Rồi thôi chắc bây giờ là con để cho chú về nha. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ chú muốn chế là gì thì cái đó là do cái khả năng thích nghi của chú nha. Rồi. Rồi chú thấy cái nào nó hợp lý thì chú làm. Để đây nha. Dạ.
chứ còn ngoài ra thì con cũng không biết là cái nhu cầu của chúng nó như thế nào nữa. Còn giờ chiếc xe này như thế nào? Xe này ông trả lại đằng chỗ cái bánh xe đằng tôi được không? Chỗ của bà vệ sinh đúng không? Chỗ vệ sinh. Mà chỗ cái góc bà bán số á, góc bán số ngoài á. Góc bán số ngoài. Nó nằm bên hông ai ghi băng á. Góc ở dưới, chỗ cua ở dưới đó, cái tủ thuốc đó. Cái tủ thuốc, rồi cái tủ thuốc. Cái đó. Rồi dư tiền em trả cho anh. Không. Em chạy miễn phí cho anh. Rồi. Không lấy tiền. Rồi bây giờ lại coi như là chú cũng chú nhắn gửi gì với anh Đạt không? Đây nhắn gửi với anh Đạt là em nhận được xe quá mừng anh Đạt ơi. Anh giúp giùm em vậy là em cảm thành thật cảm ơn. Vợ chồng em thật cảm ơn anh Đạt, chúc anh Đạt nhiều sức khỏe rằng còn có thể khả năng lo cho nhiều người nữa rằng có thể là được cái phước anh ơi. Dạ. Rồi, hay quá luôn. Rồi chúc chú sức khỏe mua bán đất. Dạ. Có trục trặc gì thì điện cái số bảo hành giùm con ha. Rồi dạ. Rồi. Rồi chú muốn đội không? Khỏi đi rồi, ok, khỏi cho nó mát. Rồi, rồi bỏ ngay phía sau cho này, bỏ cái nón ngay phía sau cho chú. Bỏ cái này ra phía sau luôn, lỡ trời mưa thì nó không có bị ướt. Nó ướt. Rồi bỏ cái này luôn đi chú tay. Rồi chúc chú thắng sức khỏe nha. Mua may mắn đắt trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi chúc chú nhiều sức khỏe nha, hai ông bà nhiều sức khỏe đó. Chú mà tặng một cái là chú trả được liền là coi như là con vui dữ lắm luôn. Không thể tin được. Hoàn toàn là chú thắng không có tay luôn mà chú thắng chạy xuất sắc. Cái cần này nè là anh giống là vậy là cái ghế này nó sẽ tụt càng sao. Dạ. Dạ. Đó, nè, nó tụt càng sao. Chút vô vô vô. Rồi vậy đó. Cái này ăn thua chú thôi ha. Đó, được chưa? Phan, để em nhét tiền vô. Để hồi nó bay một cái, hồi anh. Rồi. Dài kéo không chú? Không, cái này nó hư dây kéo luôn hay gì rồi. Rồi anh chạy ra đắng đi, các em đem xe. Rồi hay quá, ra quay. Quá tuyệt vời luôn, gửi chiếc xe một cái là biết chạy luôn, khỏi cần phải thử luôn. Chú Thắng này ngày xưa lúc còn trẻ cũng là một trong những người bên xây dựng của chú anh chị. Nói chung là cũng chú trình độ cũng rất là cao á. Rồi không may mắn bị tai nạn thôi. Tuyệt vời. Rồi cảm ơn anh Đạt nhiều lắm luôn anh Đạt ơi. Với tấm lòng của anh là phải nói là xuất sắc luôn. Rồi con mời chú Tây dưới đây ạ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cũng sẽ gửi tấm lòng của một nhà hảo tâm gửi đến cho chú Tây. Đó là anh Vinh ở bên Mỹ. Thì anh Vinh thấy là chú cũng là một trong những cái người mà phụ thiện nguyện của mình rất là nhiều. Anh ấy có một cái phần quà nhỏ nhỏ gửi đến cho chú Tây, là anh ấy gửi tặng cho chú là 300 đô. Thì đối với 100 đô là 2.340.000, 300 đô là 7.020.000. Tấm lòng của anh Vinh gửi tặng cho chú. Rồi, con em cũng xin cảm ơn anh Vinh đã có tấm lòng gửi cái món quà cho em để làm cái động lực để cho em tiếp theo của công tác thiện nguyện chí chung với YouTube của Khương Nhật Minh. Thì em cũng xin cảm ơn tấm chân thành của anh đã gửi cho em. Và em cũng hứa với anh là để sẽ làm công tác của cho Minh được nhiều phát triển hơn nữa. Và em cũng cảm ơn anh và chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe và công việc được thành đạt hơn nữa. Rồi cảm ơn chú Tây. Và một lần nữa thì chân thành cảm ơn nhà hảo tâm là anh Đạt đã hỗ trợ cho chú Thắng mà bị mất hai tay hai chân về chiếc xe điện cũng như cái phần quà còn dư để hỗ trợ cho chú ấy. Cũng không quên cảm ơn các cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bây giờ thì mình xin phép mình sẽ xuống Sóc Trăng để ngày mai tiếp tục trao tấm lòng của những nhà hảo tâm đến với cho bà con ở nơi đó. Và thêm nữa là mình sẽ xuống Bạc Liêu nữa. Rồi cô chú anh chị hãy cùng đón xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Cô chú anh chị xem nè, nãy giờ nhờ mới để ý nè. Chiếc xe của chú ấy là cột bằng những sợi dây nè, dây dù nè, dây võng nè, để ngồi nè. Trời ơi, chiếc xe thảm thương như thế này luôn á. Mới thấy luôn á trời. Rồi chú Tây giúp chú Thắng nha. Chở chiếc xe đó lại ngay chỗ nhà vệ sinh ở đằng bến xe. Rồi bye bye chú Tây. Quá là vui luôn.